Rồi, em xin kính chào tất cả mọi người nhé. Hôm nay có khá nhiều đồ về các anh. Em lại lên một cái video cho các anh. Đầu video cho em xin chúc tất cả mọi người có một tuần mới làm việc thật là hiệu quả, nhiều sức khỏe các anh nhé. Thì mong là tuần mới các anh sẽ tìm được niềm vui trong công việc của mình. Hôm nay thì em vẫn còn một số cái tủ điện này. Đó, và hôm nay có một số đồ mới mới này về các anh nhé. Đó, thứ nhất là có mấy cái ổ điện các anh ạ. Mấy ổ điện. Ổ này nó hơi chảy hàng bãi về. Các anh nào mà làm ổ rắc. Đó. Thứ hai là có những cái bao da. Bao da của đồng hồ các anh nhé. Hiuki. Hàng của Hiuki. Đó. À, hôm nay đồ Mỹ về thì em về được một cái công Mỹ, thành ra nó khá nhiều đồ các anh nhé. Dây điện của Mỹ này, dây quân đội các anh nhé, dây quân đội của Mỹ đó, các cái lò xo của máy bay các anh nhé, lò xo của máy bay Mỹ đó, lò xo của máy bay Mỹ. Rồi có những bộ điều chỉnh nhiệt độ hàng của Nhật này, con này hàng tháo máy hơi bị ngon luôn các anh, đi mơ chỉnh này, nhìn cái hàng của Nhật là các anh thấy mê chưa đó, chỉnh được từ 0 đến 40 độ C đó. Ngoài ra này các anh này, những cái bọc chốt ghim này hàng của Mỹ này, chuyên dụng cho máy bay, cái này dùng cực kỳ ngon luôn, đảm bảo với các anh. Cái chốt ghim này, ví dụ có các cái chốt cái, nó là cái chốt này, chốt ngang qua rồi đấy, những cái nẹp ống nẹp dây này, này. Toàn bộ là hàng máy bay hết các anh. Đó, ngon cực kỳ luôn. Đó, đây. Đó là những cái chốt này các anh này. Cái kẹp dây kẹp riết này. Các anh thấy hàng máy bay không? Từ những cái kẹp dây đều có mã số ở trên cái sản phẩm hết. Đó. Đây, kẹp dây điện này. Đó. Kẹp dây kẹp ống này. Ừ, các cái vòng đệm này, long đền này. Toàn bộ là hàng máy bay hết các anh. Hàng máy bay. Các anh thấy chưa? Cung cấp cho máy bay ấy, từ những cái chốt trên máy bay các anh nhé, từ những cái chốt đấy đều là hàng cung cấp hết theo bọc, theo đơn. Chứ không phải là đồ máy bay cứ thích đưa đồ gì vào là chạy ra chợ mua đâu các anh ạ. Đấy rồi này, các cái tay khóa các anh, cái tay khóa cửa hay là tủ điện hay cái gì đấy em cũng không biết là ứng dụng vào việc gì đấy, hàng máy bay Mỹ các anh nhé. Head coil này, USA này, inox đó. Mới tôi cái đây toàn bộ là hàng mới hết các anh nhé, toàn bộ là hàng mới, mới nguyên bọc này, USA này, các anh thấy không? Từ cái tay khóa luôn đấy các anh ạ. À. Từ cái tay khóa luôn. USA. Đó. Nói chung là hàng Mỹ. Dùng sướng lắm các anh. Rồi đấy em có những cây búa. Cây búa này búa cao su. Hàng của Snap On các anh nhé. Snap On. Đó. USA. Con này là dùng rồi. Đó. Thì cái này anh nào trưng bày đấy nhá. Em không khuyến khích dùng. Bởi vì con này một thời gian nó bị lão hóa cái cao su ấy rồi. Cái này chỉ trưng bày hoặc anh dùng nhẹ nhẹ thôi. Đó. Rồi, có những cái đèn pin các anh ơi. Đèn pin. Hàng này là nó gọi là hàng cái gì? Hàng quân đội, cái này nó gọi là cái gì ta? Nó gọi là cái gì? Này, đèn Pelican 8060, đèn LED các anh nhé. Đó. Lét cây nhé. Đó. Rồi cây bơm mỡ bò. Đó. Cây bơm mỡ bò. Cây bơm mỡ bò này hàng của Snap On các nhé. Mà Blue Boy là hàng của Snap On các nhé. Đó. Rồi. Rồi. Cây bơm mỡ bò này thì hàng của Đức. Bơm mỡ bò này vỏ nó hơi xấu nhưng mà con này đúng là đồ Đức. Nó xấu hơn nhưng mà dùng nó rất ngon nhé. Cái này nó còn cái đuôi bơm mỡ này nó còn lò xo nó còn hít chịt luôn, các anh kéo ra kéo vào sướng lắm. Đó. Rồi tiếp theo em có những cái bộ này, bộ đồng hồ đo nhiệt này, đồng hồ nhiệt đóng tiếp điểm này, các cái bộ van này, các cái bộ van, các cái đồng hồ này, đồng hồ áp này, hàng của Đức, nó made in Germany các anh thấy không, hàng của Đức đó.
bơm này, sạc bình này. Đấy, rồi bơm nước này, đèn led các anh này. Đó, đèn led. Đó, đèn led các anh nhé. Rồi đây có bộ này, bộ van điều áp kèm lọc khí tách nước, hàng của Parker, hàng của Mỹ các anh nhé. Đấy, con này sản xuất nhà máy ở Hàn Quốc này. Đó, con này siêu to luôn. Rồi, bây giờ em sẽ vào cụ thể từng sản phẩm. À, đây. Này có cái dây này mới là dây VIP các anh này. Dây này giống như cái dây em vừa bán cho các anh cái video lần trước. Nhưng con này nó là 4 lõi nhân 10.0. Đấy, dây của Đức, bọc chống nhiễu. Đó. Dây lắp cabel của Đức các anh. Con này hàng lắp cabel của Đức. Rồi. Dây này anh nào làm dây nguồn âm thanh thì đúng là có 102 luôn. Rồi, bây giờ em sẽ vào cụ thể từng sản phẩm của anh nhé. Lên cho các anh là một chiếc chuông báo cháy của Nhật nhé. Con này chạy 24V DC, 200k các anh nhé, hàng của Nhật. Các anh cứ cấp điện 24V vào đây là nó kêu reng 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 reng. Rồi, chuông báo này, chuông báo cháy hay báo tủ điện thì đấy tùy các anh. Hàng của Nhật các anh nhé. Đó. 24V DC, 6W. Con này 6W. Thật cái đồ của Nhật đó. Một cái này nó nặng 1 ký mấy, 2 ký các anh. Nguyên cái đế này ở dưới nó bằng nhôm này. Nhôm dày luôn đấy, nhôm 5 ly luôn đấy. Cái đế tay em đang cầm đây là sắt, còn cái đế xanh xanh này là nhôm này. Đây nhôm này. Đó. Em tháo trên cái máy của Nhật nó có đến mấy chục năm rồi mà nhìn nó còn như mới luôn. 200k. Cái này em có một chiếc duy nhất các anh nhé. Thì size của nó các anh sẽ hỏi là kích thước nó bao nhiêu. Cái này nó to bằng lòng bàn tay của em này. Đấy. Cho là bằng lòng bàn tay của em. Còn chiều dài của nó đây 19cm, coi như 20cm đi ha. Vuông 19cm các anh nhé. Nó là vuông 18cm. Chiều 18, chiều 19. Đấy. Đường kính của nó khoảng 15cm. Cái đế xanh xanh này các anh này, nó bằng nhôm nguyên con này. Keng 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 keng. Đó, rồi. Nó vậy các anh nhé. Tiếp theo em lên cho các anh là những cái búa snap-on các anh nhé. Đó. Con này 120 ngàn này, mã số 1. Đấy, thì con này còn đẹp. Đó. Đương nhiên là người ta sử dụng rồi các anh nhé. Con này em không khuyến cáo sử dụng nhé. Em chỉ khuyến cáo các anh để trưng thôi. Bởi vì sau một thời gian ấy thì cái cao su, cái nhựa này nó lão hóa rồi. Đương nhiên là các anh đập nó vẫn còn được. Nhưng mà chất lượng nó sẽ không 100%. Con này em bán cho các anh giá chỉ có 120 ngàn thôi. Đấy. Phục vụ các anh trưng bày là chủ yếu nhé. Chứ còn con búa này mà hàng Snap-on này, hàng của USA này, các anh mà mua mới cái búa này nó phải rơi vào tầm hơn 1 triệu một cây. Đó. Búa cao su. Rồi. Mã số 1. 120k. Đấy. Tiếp theo là đến mã số 2 là 80k. Đấy, thì em có hai chiếc. Đấy. Nó giống như con này nhưng mà nó về cái cao su này nó bị đã hóa, nó bể ra rồi. Đấy, thì nó chỉ còn cái này thôi. Thì các anh bập bỏ cái này đi hoặc các anh để cho các anh trưng nhé. 80 ngàn này. Anh nào mà yêu đồ tun, mà yêu đồ Mỹ thì các anh nên lấy. 80 ngàn các anh trưng bày cũng được, chứ không cần nói gì đến sử dụng. Đấy, cái 80 ngàn thì em có hai chiếc. À, rồi tiếp theo em lên cho các anh cây bơm mỡ bò. Con này là hàng Mỹ luôn các anh. Hàng Snap-on. Con này như các anh thấy ở trong gara máy bay ấy, người ta đã dùng rất nhiều rồi. Mà bây giờ nó còn mới như này. Nó là hàng của Snap-on các anh nhé. Đấy, Blue Boy là hàng của Snap-on. Đó. Đó. Bơm mỡ bò. Đó. Bơm lên. Rồi, cây bơm mỡ bò này. Hàng của Snap-on. Em có một cây duy nhất. Đấy, cây này đâu rồi? Em lấy cái mã của nó xem nào. Bơm mỡ bò Snap-on. Rồi. Em lên giá cho các anh nhé. Cây bơm mỡ bò Snap-on này là 700 ngàn các anh nhé. Free ship. Anh nào chuyển khoản thì em sẽ bao ship. Đấy. Cấu tạo của nó cái này inox này. Cái này inox này. Đó. Cái này thì như nó như kiểu nhôm. Tay này thì thép thì phải. Bơm này. Bơm. Bơm. Rồi.
này nó khoảng phi 50-60 cái nhé. Đó. Chứa được khá nhiều mỡ bò đấy. Rồi, anh lên mã xem nhé. Có một chiếc duy nhất. Đó. Tiếp theo đến con này. Đấy, con này thì hàng của Đức. Con này thì em bán là 300 ngàn cây nhé. 300 ngàn một cây. Hàng này hàng của Germany. Đấy, thì vỏ nó có bị sét này. Nhưng mà em khẳng định với các anh nhé, nếu là em, con kia thì nó đẹp. Con này em dùng thì em sẽ dùng con này. Hàng của Đức thì không thể chê được. Những hàng của Đức thì không thể chê được anh nhé. Dùng cảm giác nó sướng. Tuy là nó có trầy sơn này, nó không đẹp bằng cây của Snap-on, nhưng mà nó có một cái độ chất lượng mà phải nói là này, kéo ra này, mút mạnh nhé. Đây, nó cấu tạo ở cái này rất hay này. Canh mà đẩy xuống ấy là canh dù bắt đầu mới, ví dụ đi em nhấc cái này lên nhá, rồi kéo lên này đúng không, kéo lên canh nhá, bắt đầu ấn cái này xuống là tự động nó đẩy, bắt đầu là mình mới bơm được, và tự động nó nén mỡ xuống nhá. Này em ấn này vào này là cái cây này tự động nó thụt vào trong nhá, anh thấy chưa, anh thấy nó mượt không? Đấy, hàng của Đức là hàng của Đức, tại sao đồ cơ khí các thứ nó số 1 thế giới là bởi vậy đấy. Và cái này thì nó như này, cái này thì nó không có cái ống giống cái con kia, thì về các anh phải cho cái đầu ống vào đây đấy, các anh phải cho cái đầu ống vào đây, em có cái đầu đấy em sẽ cho các anh đây, nhưng mà cái ren này này nó không vừa, cái ren này này nó không vừa thì các anh về các anh phải độ vào nhé, các anh quấn băng keo non hay các anh quấn cái gì vào đây cho vào đây. Đấy, em cho các anh cái cây này luôn, cái đầu này cũng ngon này. Đấy, em cho các anh cây này, cây này thì nó xấu hơn nhưng mà thật sự dùng nó ngon hơn, chỉ có 300 ngàn thôi. Đấy, em chỉ nói vậy là các anh biết được độ xịn sò của nó rồi. Tiếp theo em lên cho các anh là một cái ben hơi. Đấy, ben hơi hàng của Mỹ, đây có một đầu cái bu ly này. Đấy, ben hơi này vào này, ra này, bơm ở đây thì nó đẩy cái ben tụt lên, bơm ở đây thì nó đẩy cái ben tụt xuống. Đấy, hàng của Parker các anh nhé, Parker. Đó, Parker là một thương hiệu nổi tiếng về ben, về hơi, nói chung về đồ hơi của Mỹ nhé các anh nhé, made in USA. Đó, hàng Parker này. Đó, rồi ben hơi Mỹ 500k một con này, thân nhôm các anh nhé, thân nhôm. Đấy, thì đây ti là ti 16. Cái ti này này, cái ti này là ti 16 này. Ti 16 là 1,6 cm các anh nhé. Đấy. Cái phi này này, cái phi này này là 570 mm, là bằng 5,6 cm, là 5,7 cm, gần 6 cm nhé. Là này, đấy. Chiều dài là 48 cm, chiều dài từ đây tới đây là 48 cm. Ở đây thì nó có sẵn phụ kiện, em tháo máy ra còn. Đấy. 500k một cây này. Ben hơi. Đấy, cái thông số của nó đây. Thì ben hơi con này nó cũng đẩy khá mạnh đấy các anh. Đó, thì nó nâng được khoảng bao nhiêu đấy em cũng không rành nữa, nhưng mà các anh về thì các anh tự ấy nhé. Nói chung là nó nâng, cái này nâng khoảng chừng một tạ đến hai tạ là thoải mái. Nói chung cái này các anh dùng vào việc gì đừng tải nặng quá, 4-5 tạ thì có thể là chắc không được đâu. Đó. Rồi các anh lên mã treo này. Inuada, cái này em có hai cây. Anh nào mà lấy một cặp thì lấy một cặp. Rồi, theo em lên cho các anh là một cái túi đựng đồng hồ các anh nhé. Hàng của Hilkey. Đó. 160 ngàn một chiếc này các anh nhé. Made in Japan. Đó. Thì con này nó là hàng của Hilkey các anh. Đó. Hàng xịn là phải vỏ Hilkey, bao Hilkey luôn các anh. Đó. Cái vỏ vỏ Hilkey mà bao là của thằng khác vứt đi rồi đấy. Này nó bằng da các anh nhé, thì da này hình như da công nghiệp ấy. Nhưng mà con này nó có từ những cái năm 90 được ấy. Đấy, nó có từ những năm 90 mà tới bây giờ nó vẫn như thế này, thì em cũng không biết là da thật hay là da da ra công nghiệp nữa, nhưng mà đấy nó như này các anh nhé.
xoay được này, đó. Kích thước của nó đây các anh này, kích thước này 15 x 19, chiều dày là 6 cm, chiều này là 15 cm này, chiều này là 19 này, chiều dày này là 6 cm, thì hầu hết đựng được. Nói chung là cái đồng hồ nào mà to nhất là cũng nó cũng đựng vào đây được. Đấy, cái da này, cái da nó cứng lắm phải, cái da này hình như nó là da thật đấy. Đấy, ngoài là da, trong là một lớp nó như kiểu là cái giấy bìa vậy đó. Rồi, cái này thì không có nhiều các anh, em có 2-3 chiếc rồi, 160.000 một cái. Cái bao da này các anh mà vào các siêu thị Nhật mua nhé, không dưới 500.000 một chiếc. Đấy, các anh cứ thử đi vào các anh mua thử đi xem có đúng như lời em nói không? Japan nhé. Bởi vì em là chuyên xài đồ Nhật, đồ Đức các thứ em biết. Cái bao mấy cái đồ handmade này của Nhật nó đắt lắm. Cái đồ mà kiểu da riết mà chế tạo là đắt. Rồi, em chuyển sang mã tiếp theo. Tiếp theo em có cái bộ điều chỉnh nhiệt, hàng của Nhật canh nhé. Đấy, 300k một bộ này. Thì đúng là hàng Nhật, canh nhìn thấy nó đậm chất Nhật, nói chung nhìn nó vẫn mê canh. Đấy, 300.000 nó chỉnh được từ 0 đến 40 độ C. Đây, nó sẽ như này. Mặt trước này nó gồm cái gì đây này, em chả biết nữa. AC 200V là các anh dùng 220 thoải mái nhá. Đấy, nó có chân gì đây thì tự các anh dịch, em cũng không có thời gian nữa. Cái này là điều chỉnh cái gì đây này, các anh cho cái ba ke vào đây, tôi vít ba ke vặn điều chỉnh. Dịch các anh cứ lấy điện thoại các anh dịch tiếng Nhật đây ra, đấy. Còn chủ yếu cái này nó sẽ chỉnh được nhiệt độ này. Từ 0 đến 40 độ C. Cái dimmer này của Nhật đó, nó xịn đến nỗi mà các anh vặn nó không nghe thấy tiếng gì, mà nó êm du, nó mượt. Nó không phải là vặn nó cứ khặc 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 đâu. Vặn nó mượt cực kỳ luôn. Rất tiếc là con này nó chỉ chỉnh được 40 độ C thôi. Từ 0 đến 40 độ C. Đấy. Anh nào vào việc được thì các anh lấy nhé. Đẹp long lanh. Đây có 4 cái tai này. 4 cái tai để bắt 4 con ốc. Rồi. Rồi các anh lên mã xem nhé. Bộ điều chỉnh nhiệt của Nhật. Các anh đẹp chưa? Rồi. Em chuyển sang mã tiếp theo. Theo em lên cho các anh dây điện Mỹ. Đấy, một sợi này 2 m, hàng quân đội luôn các anh nhé. 3 lõi nhân 6.0, 400.000. Tặng cho các anh cả hai cái phích, có hai cái bộ phích này luôn. Đó. Hàng của Mỹ, hàng Felix này là hàng của Mỹ các nhé. Dây mềm như bún. Đấy, anh nào mà làm dây nguồn âm thanh thì thôi. Không còn gì để bàn cãi nữa đâu các anh ạ. Felix, đấy, hàng của Mỹ các anh nhá. Đấy. Thì đây, dây của nó đây các anh này. 3 lõi, một lửa một nguội, một nối đất đấy. Cao su của nó mềm xèo, đó, hàng Felix. Đó. Dây của quân đội Mỹ luôn các anh nhé. Đó. Đây này, quân đội này, nó tải này. 220V AC này, đó. Thì dây 6.0 này các anh cũng dùng thoải con bà mái rồi. Anh nào mà tải đến 4 ký điện cũng thoải mái nữa cơ. Rồi, đấy. Dây này nó dẻo lắm. Mềm như bún vậy. 400.000 nhé, em tặng các anh cả cái bộ này luôn. Anh nào dùng thì dùng, còn không thì các anh cất đi. Rồi đấy, em chỉ có một sợi duy nhất thôi. Mềm xèo các anh nhé. Dây quân đội còn khá đẹp đấy các anh ạ. Cái này em chỉ không vệ sinh thôi, lau đi là nó mới. Đương nhiên trên dây nó sẽ có một vài cái vết chảy chảy nhẹ nhẹ, nhưng mà không đáng kể, không rách ở bất kể chỗ nào các anh nhé. Không rách bất kể chỗ nào hết. Rồi, anh lên mã xem. Rồi, tiếp theo em lên cho các anh là những cái đèn pin các anh nhé. Đó. Thì đèn pin này nó là hàng quân đội của Mỹ. Đó. Hàng quân đội của Mỹ các anh nhé. Thì cái cây đèn này nó gọi là cái cây đèn hàng quân đội, nó gọi là cái gì, hàng không phải hàng sinh tồn, cái hàng cái gì thủy quân lục chiến hay cái gì đấy. Đó. Thì bây giờ em giới thiệu cho các anh đầu tiên đi. Là cây đèn của Pendicon, mã của nó là 8060. Đây là đèn LED. Đấy, đèn pin Mỹ này. 450k. Đấy, anh nào chuyển khoản em bao ship. Thì cây này nó là một cây nhôm đặc luôn. Nó đặc luôn. Đây. Nó nặng lắm. Nó nặng lắm các anh. Đấy. Cái này mà nó như là một cái cây típ vậy đó, nó như là một cái vũ khí tự vệ vậy vậy đấy các anh. Đấy. Thì cái này em bán em không có bao pin, và pin của nó hầu hết là nó bị hư rồi các anh. Có cây như cây này thì nó vẫn còn dùng được này. Này, anh thấy không? Này, em soi vào đây này.
anh thấy không, vẫn còn dùng được nhé. Đấy, nhưng em bán là em không có bao pin đấy, các anh thích về thì các anh thay cục pin khác đấy, nó là đèn led nhé. Rồi 450k chuyển khoản em bao ship đấy, mã của nó là Pelican 8060. Thì cái đèn riêng đèn này của Mỹ thì nó rất là mắc, nhiều anh bảo cái đèn vớ vẩn mà bán 8 450k mà hàng cũ rồi đấy. Bây giờ em sẽ cho các anh xem giá của nó thôi đấy, để các anh hiểu được về cái giá trị của nó. Đấy. Đây, mã của nó là Pelican 8060 các anh nhé. Trước đây em có vài cây này em sưu tầm rồi, nhưng mà về sau khách đến kho của em là lấy hết của em. Đúng cây đèn này là em không có bán đâu, tại vì nó rất ít cây. Đây, các anh nhìn này, Pelican đúng không? 8060 nhá, em cho các anh xem nhá. Này, các anh thấy cây đèn Pelican chưa? 8060 gen 5 led đấy, flashlight này 10.350.000 đồng đấy. Hồi trước ở Bình ở Sài Gòn này có Bình Minh Digital nó có bán ấy, Bình Minh Digital bây giờ bán thì cũng phải tầm đây, cây này của Bình Minh bán này 7 triệu mấy một cây, 7.7 triệu một cây đấy, 7.7 triệu một cây nhé. Để các anh biết được là đúng cái hàng của nó thì các anh phải biết giá trị cơ đó. Rồi 450.000 một cây. Đấy là cái thứ nhất. Đấy, em cho các anh xem để các anh biết giá trị của nó thôi. Đấy, tiếp theo cây này này. Cây này thì của hãng khác, cây này của Smart Life cũng của Mỹ luôn, hàng quân sự luôn cây. Đó. Cây này là 300k một cây các anh nhé. Cây này thì nó nhỏ hơn. Cái này thì nó nhỏ hơn. Đó, về cái này em không bao pin. Rồi, các anh lên mã cho em nhé. Đèn led Mỹ, mã 1. Rồi. Rồi, tiếp theo em lên cho các anh là cái bộ rơ len nhiệt kèm đồng hồ các anh nhé. Đấy, 650 ngàn một bộ như này. Dây dài 2 mét. Và dây của nó ấy, là nó gồm dây ruột gà bọc ở ngoài là bằng inox luôn các anh. Nó một đầu cảm biến này. Ví dụ các anh nhúng cái này vào nước đá đi. Cái đầu này đầu cảm biến các anh nhé. Đấy. Ví dụ này, em ví dụ này. Đây nó đang báo trong nhà em là 30 độ C. Đấy. Thì cái đầu này này, các anh mà nhúng nó vào nước đá ấy, về 0 độ là cái đồng hồ này nó tụt về 0 độ. Nó là báo nhiệt độ các anh nhé. Đấy, nó báo nhiệt độ. Báo độ C. Đấy, thì nó báo độ C. Và ở đây các anh thấy nó có kim đỏ này. Người ta đang cài đặt là tới 50 độ là nó sẽ ngắt. Thì ở đây các anh thấy cái hai dây điện không? Có nghĩa là tới 50 độ là hai cái này nó sẽ không thông mạch với nhau nữa, ngắt ra đấy. Thì các anh để tải máy móc gì đấy thì các anh tải, ví dụ các anh cài đặt cho cái nồi nấu bánh chưng hay nồi nước phở của các anh 50 độ là ngắt, thì cứ đúng tới 50 độ là cái này nó sẽ ngắt mạch ra đấy. Dây dài 2 mét, bộ này hơi bị hiếm đấy các anh. Dây của nó là này. Dây ruột gà và dây ruột gà inox đó. 650k một bộ. Bộ này các anh tìm gần như không có luôn. Cái vỏ đồng hồ này của nó bằng nhôm, một cục nhôm đặc luôn, dày như này. Này nó dày khoảng 3 ly nhôm này. Vỏ này. Mặt kính rồi, em chỉ có 3 bộ thôi. Anh nào lấy thì ấy nhá. Đây. Cái này ví dụ các anh muốn cài đặt cho cái kim đỏ này lên 60 độ nó ngắt thì các anh chỉnh, các anh lấy vặn cái nút đỏ đỏ dưới này này, các anh thấy không? Kim này nó sẽ chạy lên hoặc nó chạy xuống. Đấy. Còn cái kim màu đen này là kim hiển thị nhiệt độ tức thời. Hiện tại ở đây nó đang bao nhiêu độ thì nó sẽ bấy nhiêu độ. Đấy. Bây giờ em sẽ cái này các anh đang nhìn nó 30 độ nhá. Giờ em sẽ lấy một cốc nước đá, em sẽ nhúng cái đầu này vào. Để các anh xem cái kim này nó tụt xuống nhá. Rồi. Rồi, đây các anh nhá. Nó là 30 độ này. Đấy. Giờ em sẽ cho cái đuôi này, đuôi cảm biến nhiệt này, nó vào trong đây, nó đang lạnh này, đúng không? Thì giờ các anh sẽ xem nhiệt độ nó tụt về bao nhiêu nhé. À, nó là đầu cảm biến nhiệt độ các anh. À, thì cái này thời gian này, hàng của Nhật, đấy, made in Japan này. Rồi đấy, lấy ra. Này,
Anh thấy vừa rồi nó 30 giờ nó tụt xuống rồi này, em mới cho có một chút này. Đấy. Còn các anh mà ngâm lâu thì nó sẽ tụt xuống nhiều. Đó. Các anh ngâm ở đây đi sao nào. Nói chung là các anh cứ cho cẩn thận, nó đổ. Nói chung là nó sẽ cảm biến anh nhé, cảm biến nhiệt độ. Cái nhìn này nó đang tụt xuống rồi. Nó tụt xuống đến gần gần đến 20 rồi rồi các anh này. Thấy chưa? Vừa rồi các anh có thấy nó 30 không? Đấy. Đấy, cẩn thận, cẩn thận. Rồi, này, các anh thấy nó tụt xuống gần 20 chưa? Đấy. Thì nó như vậy các anh nhé. Rồi. Em có 3 bộ. Đấy. Thì các anh cài đặt đến nhiệt độ bao nhiêu thì tự động nó sẽ ngắt cái này ra. Rồi, tiếp theo em lên cho mọi người là một con lọc khí tách nước. Gọi là size khổng lồ luôn các anh. Nó cao gần 40 cm nhé các anh. Nó cao khoảng 35 36 cm. Đó. Thì em tháo máy xuống nó còn nguyên zin luôn các anh. Đó, hàng Parker nhé các anh nhé. Đấy. Parker như em quay cho các anh vừa rồi là hàng của Mỹ nhá. Đây là một cái đồng hồ áp 10 kg. Con này sản xuất nhà máy ở Hàn Quốc này, Made in Korea, nhưng Parker là hàng của Mỹ các anh nhé. Đó. Con này nó nặng lắm, nó nặng đến mấy ký rồi này. Cân cái sợi nó nặng 4 ký mấy này. Con này khủng khiếp lắm. Rồi. Con này anh nào mà lấy về lắp cho cái dàn máy nén khí nào của các anh thì đúng là hết bài. Đây có mắt thăm nước cơ nhá. Mắt thăm nước này, đấy. Ví dụ cái này mà nước mà đầy ấy là nó báo đây, thì các anh xả này. Xả các anh cứ vặn cái này ra là xả. Vặn hơi chắc xíu, anh vặn cái này ra xả nhé. Đây là đường xả nước. Em bán cho các anh nguyên một bộ như này luôn. Con này với giá là 1 triệu đồng các anh nhé. Con van này, con van lọc khí tách nước hàng Parker. Đấy, nói chung là nó to các anh nhá. Con này dùng thì hết bài luôn. Đây em tháo ra cho các anh xem này. Xoay này. Đấy, tháo ra này. Anh thấy cái lọc của nó còn trắng muốt chưa? Đấy, và con này như này các anh này. Cái lọc này của nó là nó không phải là bằng vải đâu. Nó bằng cái sợi gì đấy, nó giống như gốm vậy đó. Thành ra nó rất là bền. Cái cốc lọc này này, đó. Mà các anh thấy nó còn trắng muốt vậy là gần như nó lọc rất ít. Đó. Đây này. Anh thấy cái vỏ nó bằng nhôm dày bịch chưa? Đó. Rồi nhá, anh nào mà lấy thì liên hệ cho em. Rồi, đút vào này. Đây các anh nhé, cho vào khớp này. Khớp xong rồi. Bóp cái này ra. Bóp ra. Bóp ra xong các anh xoay qua cho nó đánh cái tạch phát vào đây được. Em dùng một tay thành ra nó hơi khó. Rồi, quay cận cảnh cho các anh xem này. Chỉnh áp đây nhé. Anh vặn chỉnh áp đây này. Đó. Anh thấy nó to như cổ tay em này. Rồi, tiếp theo em lên cho các anh là cái khóa Mỹ các anh nhé. Tay khóa Mỹ. Đây, nó như này các anh này. Mã số 1 các anh nhé. Cái này là hàng mới chưa dùng các anh. Em bóc vỏ ra đấy. Toàn bộ cái lô này là hàng mới hết. Kể cả như mấy cái khóa này, hàng mới hết 100% trong bọc này luôn. Do là em xé cái bọc ra đấy, để em xem. Em lên cho các anh mã số 1 này. Tay khóa này thì cái này em chẳng biết là nó dùng vào việc gì. Nhưng mà hình như nó là ở khóa cửa này. Nhôm hợp kim nhá, hàng của máy bay các anh nhé. Đấy. Khóa Mỹ, tay khóa Mỹ. Đây 100k một cái. Thì cái này nó cấu tạo như này các anh này. Bình thường thì các anh sẽ để như này. Đấy, còn nếu mà các anh bóp vào đây này. Bóp vào ấy thì nó sẽ ăn vào cái nẫy này. Đó, các anh thấy không? Ăn vào đây. Còn các anh mà ấn vào đây này, ấn mạnh vào chỗ này thì nó sẽ bật cái này ra. Nếu các anh ấn mạnh vào đây đi. Đến đâu rồi? Để em lấy cái đi. Để em còn một cái nữa. Đây, nó có cái put này. Đẩy vào. Đấy thì nó mở cái này ra. Mở công tắc, em dùng một tay nó hơi khó. Bóp vào này. Đó. Hàng của USA. Đấy, hàng máy bay các anh nhé. Hơi bị xịn luôn.
Mẫu 1 này 100.000 một cái. Rồi. Mẫu này cũng 100.000 luôn các anh nhé. Mẫu này cũng 100.000 luôn. Mã số 2 100.000 luôn. Cũng cấu tạo y chang các anh. Ấn vào đây nó sẽ đẩy cái nấc này ra. Đó. Cái này em cũng chưa biết là nó sao nữa, nhưng mà đại để này em lấy ra cho các anh xem. Các anh chờ xíu, em dùng một tay nó khó quá. Đấy, các anh đẩy ra thì nó như này. Đây là cái lỗ này là cái chốt và cái gì đây này. Hình như chốt cửa nó. Khi các anh đóng vào thì nó sẽ đẩy cái chốt này lên. Đây. Ví dụ các anh đóng vào này, nó sẽ đẩy cái chốt này lên. Nó tới cái ngàm của nó sẽ kêu cái tạch một phát. Bóp vào này. Đó. Thì nó thụt cái chốt này lên. Đó. 100.000 luôn các anh nhé. Hàng của Mỹ. Cái này bằng nhôm này. Cái này inox này. 304. Xịn sò lắm. Rồi. Em có hai má. Rồi, nay em tháo máy được một cái bộ chống sét nữa các anh này. Đấy, một bộ chống sét này nữa. Một bộ chống sét của Mỹ các anh nhé. Đấy. Con này thì khá là ngon, con Edico này thì miễn phải bàn rồi các anh. Anh nào có lấy thì liên hệ em nhé, có một chiếc duy nhất. Em lên cho các anh làm những cái bộ lò xo của máy bay Mỹ các anh nhé. Hàng này hàng mới 100% chưa sử dụng. Đấy. Cái phi này là phi 13 các anh này. Phi 13. Đấy, còn chiều dài này là 18,5 cm. 18,5 cm. Một cặp gồm 2 chiếc như này. Em cứ bán một cặp là 2 chiếc như này các anh nhé. Đó. Một chiếc này nặng 2 kg. 2 chiếc nặng 4 kg. Đấy. Một cặp này là 400.000 các anh nhé. Hàng của máy bay luôn. Cái này em nói thật mà đánh con dao ấy. Anh nào mà đánh dao thì thôi, miễn phải bàn luôn. Cái chất thép này của Mỹ mà hàng máy bay nữa, máy bay quân sự thì không thể chê vào đâu được. 400.000 một cặp, em chỉ có một cặp, hai, ba cặp thôi. Rồi, các anh lên mã cho em nhé. Đây, em lấy lên cho mọi người xem. Đấy. Đấy, hàng trên máy bay các anh thấy không? Từ cái lò xo luôn, đều có số, có ký hiệu, có seri. Đấy, chứ không phải là cái hàng mà thích làm cái gì thì làm. Đồ máy bay là đều có số, có siếc hết. Rồi. Rồi, bây giờ em sẽ lên cho các anh là cái đồng hồ của máy nén khí các anh nhé. Đồng hồ áp của Nhật. 150k một cái. Đấy, thì con này đây. Hàng zin của Nhật luôn. Đấy, nó chạy được 0,6 MPa là 6 kg các anh nhé. 6 kg. 150.000 một cái, 6 kg nhé. Ở đây em có loại 6 kg này. Loại 15 kg này. Loại này là 15 kg các anh nhé. Đó. Em có mấy chiếc thôi. Em tháo máy thì không có nhiều các anh ạ. Đấy, cái này là 6 kg này và 15 kg. Giá là 150k một cái các anh nhé. Thì nhiều anh sẽ thắc mắc là cái đồ này tại sao mà nó mắc thế? Mấy cái đồng hồ bình thường các anh mua 7-80, đồng hồ Trung Quốc, Đài Loan. Nhưng mà so với cái đồng hồ này thì thật mấy con đấy nó chẳng có nó khập khiễng. Bởi vì con này canh dùng vài chục năm. Đó, còn cái con đấy thì canh cứ dùng hơi quá tải chút thì nó hư thôi. Đó, vậy thôi canh nhé. Đấy, đồng hồ áp Nhật. Đấy, và tiếp theo canh này. Em lên cho canh cái van khóa nhé. Đấy, van khóa đồng hàng của Nhật. Tháo máy như này. Đây em có vài chiếc. 1, 2, 3, 4. 4 chiếc. Đó. Thì cái này dùng để làm gì? Cái này ở các cái máy nén khí, các anh phải bắt cái này, bắt buộc rồi. Cũng là cần mở, cần khóa hoặc là cần xả nước. Đấy, thì cái này, bản thân cái con van khóa này nó có đến mấy chục năm rồi. Đấy, nhưng mà dùng đồ Nhật thì bao nhiêu năm nó cũng vẫn vậy. 180.000 một cái. Các anh mua một con này và các anh dùng cả đời luôn. Và đặc thù cái van của Nhật này nó không bị sét. Nó... trong cái máy nén khí nó có rất nhiều nước đấy, nhưng mà riêng cái van của Nhật dùng bao nhiêu năm nó không xét cả. Mở ra khóa vào vẫn bình thường. Đó. Em có 4 chiếc anh nhé. Anh nào đang dùng máy nén khí mà cần thay cái van này thì các anh lấy. 180k một chiếc. Rồi, tiếp theo em lên cho các anh là cái đồng hồ đo áp suất các anh nhé. Hàng của Germany. Đây nó là đồng hồ của Weka các anh nhé. Đó.
Vika này, hàng của Đức, made in Germany, cả xe Galecoloc gì này. Đó. Con này áp của nó là 25 kg các anh nhé. Oxygen 253. Đó, nói chung là maximum là 253. Đó. Các anh dùng cho máy nén khí cao áp hay mấy cái máy ô tô gì đấy, hay là các anh dùng cho bất kể cái gì đấy, tùy các anh. Maximum là 25 kg. Rồi. Đấy, con này hàng của Đức, các anh có thấy chữ Made in Germany đây không? Ở dưới cuối đây này. Đó. Thì một cái đồng hồ hàng của Đức này. Giá mới của nó thì canh thật mình mua không nổi. Đây là toàn em tháo ở máy nước ngoài thôi. Một cái đồng hồ như này ấy, giá của nó toàn 2 triệu với 3 triệu một cái này. Khủng khiếp lắm, nếu mà đúng canh dùng vào đồ nghề thì nó là giá của nó là nước ngoài người ta dùng đồ vô biên, tại sao mấy cái máy của nước ngoài nhập về Việt Nam nó mắc thế. Rồi canh lên mã cho em nhé. Vâng. Bây giờ em sẽ lên cho các anh hai cái mẫu dây nguồn. Cái này gọi là nó chuyên dụng cho âm thanh các anh nhé. Dây này quá vip luôn. Và em đảm bảo cái dây này các anh có thể tham khảo tất cả các trang, các kênh YouTube khác nhau, trên Facebook, trên các kiểu luôn. Cái loại dây chống nhiễu mà to như này thì khá là hiếm các anh nhé. Chứ em không có nói là như nào, nhưng mà khá là hiếm đấy. Bởi vì sao? Thứ nhất nó tải to các anh nhé. Rồi. Em sẽ vào ở đây, em có hai loại. Ở đây toàn bộ hai loại của em là bốn lõi hết kênh nhé, bốn lõi như này. Cấu tạo đều gồm bốn lõi như này. Một cáp chống nhiễu, một cáp chống nhiễu xung quanh, vỏ PVC sau đấy vào bốn sợi dây. Vỏ ngoài này là một lớp vỏ silicon hàng Nexan Filex của Mỹ kênh nhé. Đấy. Dây này dây lắp cabel của Đức. Rồi. Em có hai loại này. Một loại là 4 lõi nhân 8.0. 4 cái lõi này nhân cho dây 8.0. Đó. Đường kính là 21 mm. Cái đường kính này này. Đường kính này các anh này là 2,1 cm nhé. 21 mm là bằng 2,1 cm đấy. Và em có một loại tiếp là 4 lõi nhân 10.0. Là 4 cái dây này là 10.0. Đó. Đường kính là 26 mm, đường kính này là 26 mm là tương đương với 2,6 cm các anh nhé. Đấy. Em đều bán theo 1,5 m. 1,5 m dây 8.0 thì 700k. Chuyển khoản em bao ship nhé. Dây 1,5 m của dây 10.0 là 800k, chuyển khoản em bao ship. Thì cái giá này các anh đầu tư 700 ngàn cho một cái sợi dây nguồn để cấp điện tổng cho dàn âm thanh hay là cho bất kể cái công việc nào đấy của các anh thì nó không phải là đắt, bởi vì cái dây này thứ nhất là nó hiếm, hiếm là cái thứ nhất, cái thứ hai là nó cực kỳ tốt. Dây to này mà cáp chống nhiễu này nó tải thì thôi, các anh chập hai sợi đen này vào làm dây lửa, một đen một cái dây nối đất này làm dây nguội, và các anh lấy chính cái bọc chống nhiễu này các anh làm dây nối đất nhá. Đấy. Rồi em có hai mã này, các anh lên mã xem nhé. Các anh chỉ thấy cái loại dây chống nhiễu này đến 2.5 đến 3.5 là cùng. Nó có loại mà to như này thì hơi bị ít. Đó. Em cái này em tháo trên một cái tủ điện nó khủng khiếp lắm các anh. Cái tủ điện của cái dây này này. Gọi là nó khủng khiếp luôn, em nói nó khủng khiếp là các anh biết rồi. Rồi, em có hai loại nhá, các anh lên mã cho em. À, em chia sẻ đến các anh như vậy. À, có rất nhiều anh bây giờ chơi âm thanh ấy, các anh sẽ mua cái dây của Fujitec, hàng của Nhật. Đấy, nhưng mà 70 đến 90% tất cả các cái dây đấy đều là hàng Trung Quốc thôi các anh. Người ta làm giả thôi. Nên là các anh có mua thì các anh cũng cân nhắc nhé. Dây Fujitec đợt này hoặc là các cái chuôi nguồn của Fujitec ấy, làm giả rất nhiều. Đúng anh làm chơi âm thanh thì các anh sẽ biết. Đó. Rồi các anh nhé, lên mã cho em có hai loại. Dây này là siêu vip rồi. Rồi, tiếp theo em có một bộ cây này. Cái này cực kỳ tiện dụng nhé các anh nhé. Đây. Đây là bộ súng xịt hơi kèm bộ phát ion. Cái này là các anh cho ống hơi vào đây. Các anh xịt cái gì? Xịt 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 xịt. Đấy. Thì đây là một bộ phát ion Simco
Simco là một thương hiệu nổi tiếng của Mỹ về chuyên về các cái quạt ion các anh nhé. Đấy, và con này nó sản xuất ở Nhật Bản. Đó, chạy điện từ 180 tới 240V. Các anh cắm điện 220V mình thôi là chạy. Đó. Đây có một cái công tắc này. Đây. Công tắc cầu chì rồi, đó. Cắm thẳng điện 220 thôi. Dây xanh dây nâu. Đấy, dây xanh lá và vàng này các anh bỏ đi, nó là dây nối đất. Đấy thì khi các anh đấu hơi vào đây. Con này nó rất tiện là cái như vậy này. Anh nào đang làm những môi trường nào mà nó nói chung là nó bẩn, nó hại cho sức khỏe. Ví dụ như này, các anh sửa xe máy này, dầu nhớt suốt ngày này, hoặc là các anh xịt bụi bếp bặm gì đấy, thì khi các anh xịt hơi như này, luồng hơi nó đi qua cái đầu ion này, đấy, thì nó làm khuếch đại các cái không không khí, cái dòng luồng khí mà mang ion đi, thì nó sẽ làm sạch khu vực mà các anh làm việc nhé. Đó, cực kỳ tiện. Riêng cái vòi này hàng của Nhật này các anh mua đã phải mấy trăm ngàn một cái rồi, chưa kể bộ phát ion này. Đó. Giá là 1 triệu đồng một bộ này các anh nhé. Đó. Anh nào mà chuyển khoản thì em chỉ tính các anh có 850 ngàn thôi. Anh nào chuyển khoản là 850 ngàn các anh nhé. Anh nào ship COD đi thì đúng là 1 triệu. Giá trên em đã bao ship rồi. Em nhắc lại nha. Anh nào mà chuyển khoản ấy thì các anh chỉ chuyển cho em đúng 850 ngàn thôi. Đó. Còn nếu mà ship COD là giá là 1 triệu đồng nhé. Rồi, em chuyển sang mã tiếp theo. Rồi. Em lên cho các anh là những cái mẫu đèn LED. Đấy, đèn này 7W thôi nhé. Ánh sáng trung tính, giá bèo nhèo luôn, 30k một cái. Thì đèn này là đèn sản xuất ở Việt Nam, nó là hàng thanh lý thôi các anh nhé. Đó. Nó là thanh lý Việt Nam. Đó, nhưng mà giá quá tốt luôn các anh. Con này nó là đèn dày dặn lắm, chứ không phải cái đèn Trung Quốc mỏng teo nhẹ xèo xòp đâu. Đó. Bây giờ em sẽ lấy một cái ra để các anh xem này. Đấy, nó dày lắm các anh nhé. Nó dày dặn, nó tản nhiệt các thứ bóng led đây. Đấy, con này hình như cũng 9W đấy, chứ không phải là 7W đâu. À 9W này. Toàn bộ là đèn 9W hết các anh nhé. Đó. 9W, 9W chứ không phải 7W các anh nhé. 30k một cái. Thì cái này ấy, cái bóng là chắc chắn em bao sáng rồi đó. Nó hàng mới thế này. Nhưng mà cái tăng phô thì theo thời gian có thể là cái lên cái không em không có bao nhé. Không không được thì canh về canh mua cái tăng phô khác 20 ngàn canh thay. Còn mặc định ở đây là nó có cái tăng phô zin của nó rồi. Đó, nó có tăng phô zin của nó rồi canh nhé. Ánh sáng trung tính anh nhé. Trung tính là nửa vàng nửa trắng. Rồi. Chứ nó không phải là vàng mà nó cũng không phải là trắng. Cái màu ánh sáng trung tính này rất là hay, nó lấp la lấp lánh ấy, nó là màu ánh nắng đấy, nó mặt trời đấy đây nhé. Còn tăng phô đèn biết là hàng mới chưa sử dụng đấy, nguyên hộp luôn đấy. Tăng phô thì em không có bao đó, như con này ấy là tăng phô nó có vấn đề này. Con này là tăng phô có vấn đề này. Thế thì về các phải thay cái tăng phô khác. Thử con này. Toàn bộ là hàng mới trong hộp hết các anh. Mà riêng cái tăng phô thì cái để lâu cái để ấy thì em không có bao tăng phô. Em bán có 30 ngàn này, coi như em bán cho canh cái đèn thôi. Anh để em đấu cái này đi ha. À đấy, những cái đèn này sáng này. Đó, rồi. Rồi các anh nhé. Đấy, các anh lên mã xem. Rồi, các anh lên mã xem nhé. Cái đèn trắng này thì 9W này, 50k này. Cái đèn vàng này thì 30k.
Size này size nhỏ hơn, size này size lớn hơn. Cái đèn này thì chỉ có một chiếc duy nhất thôi. Đây, đây các anh này. Cái đèn 7W nó ánh sáng nó vàng như nó trung tính như vậy các anh này, nhìn nó lấp la lấp lánh như vậy này. 30k một cái các anh nhá. Đấy, 7W. Thêm bao sáng cho các anh luôn hết nhá. Đấy, cái nào em bán 30k là em bao sáng luôn đấy. Rồi. Tăng phô nào hư em bỏ em thay cho các anh cái tăng phô khác. Đó. Hai loại các anh nhá, có hai loại. 9W sáng vàng vàng như này này là 30k đấy. Cái ánh sáng trắng này chỉ duy nhất có một cái 50k, nó size to rồi. Có mấy con đồng hồ Đài Loan các anh này, con này cùng lô hàng Thanh Lý Việt Nam này các anh nhé. Đấy, nó của cái cửa hàng đồ điện gì đấy. Đấy, cái này em không có thời gian test tiếc gì, em bán mù cho các anh luôn. 70.000 một cái nhá, không có cái đo các anh nhé, không có cái đo đâu. Anh nào mà mua đầu tiên ấy, thì em sẽ cho các anh cái bộ que đo này. Đấy, thì bây giờ như này, em bán mù hết đồng giá là 70.000 một chiếc. Đấy, anh về tự các anh thay nút niếc còn ngon hết. Hàng Đài Loan đấy. 70k một chiếc, nhỏ to. Đây em chỉ có 4 chiếc thôi. Đấy, mã của nó là IX360 này. Cái này DC input chứ gì linh tinh em bó tay luôn. Rồi, có 70.000 một chiếc à. Đây là em bán mù các anh nhé, không biết sống hay chết, em không có thời gian thử. Em bán cho các anh giá ve chai hoặc là các anh về lấy linh kiện gì đấy, tùy các anh. Nhưng mà em nghĩ nó còn sống đấy các anh ạ. Cái này em thấy nó còn nguyên tem mác à. Đó. Rồi. Tiếp theo em lên cho các anh là một con bơm đầu đồng các anh nhé. Các anh dùng để bơm nước hoặc là bơm hóa chất. Đấy. Bản thân con này em tháo trên máy của Nhật ấy. Nó đang bơm cái xăng thơm các anh ạ. Nó đang bơm xăng thơm của Nhật. Đó. Thì con này chạy 220V. Các anh chỉ đấu một con tụ là chạy thôi. Thì con này nó đẩy thì nó không được cao các anh, nó chỉ đẩy khoảng 10 mét thôi. Thông số của nó là đẩy 12 mét này. Nhưng mà các anh chỉ đẩy khoảng 10 mét thôi. Và lưu lượng của nó là chỉ có 10 lít trên 1 phút thôi nhé. Đấy, công suất nó ăn nhỏ 130W. Đấy. Chạy điện 220V. Đó. Thì con này các anh này có hai phiên bản. Cái này phiên bản trần nó không có cái khung. Thì giá là 1 triệu đồng. Đó. Còn cái con này này 1 triệu 2 này, bản đầy đủ nó có khung khiếp này. Thì 1 triệu 2. Đấy, nó có đầu luôn, nó có đầu lên luôn. Đó, nó có đầu lên luôn. Đấy, thì con này các anh này chữ trước nó đầy đủ, nó rõ ràng. Con này nó không có khung ấy. Thành ra là nó bị mờ mất rồi. Chắc người ta sờ vào nhiều nó mờ rồi. Đấy. Còn hai con này y chang như nhau các anh nhé. Cái đầu này bằng đồng thau hết. Đấy. Thành ra là nó chịu mài mòn rất tốt. Đấy. Mà chạy nó êm ru các anh. Con này chạy nó êm ru. Đấy. Bản thân nó là nó đang bơm xăng thơm các anh nhé. Nó đang bơm xăng thơm. Đó. Rồi, này, đấy, các anh thấy không? Nó đang bơm xăng thơm. Rồi, các anh nhìn kỹ nhá. 10 lít trên 1 phút. Đó, đẩy cao 12 mét. Đó, rồi, các anh lên mã cho em. Phiên bản đầy đủ thì 1 triệu 2. À, kích thước của nó đi, em đo kích thước cho các anh đi. Cái khung này nhá các anh nhá. Đây là 26 cm này. Vuông 26 cm. À, chiều này là 26 này. Chiều này là 26 luôn này. Đó. Chiều cao. Chiều cao của nó là 33 cm. 33 cm các anh nhá. Đấy, 26 này. 26 này. Chiều cao là 33 cm. Đấy, rồi. Vâng. Tiếp theo em có một cuộn dây điện các anh nhé. Đấy, dây điện các anh. Con này hàng của quân đội các anh nhé. Dây còn mới lắm. Đấy, gần như là họ chưa sử dụng luôn. Họ, hoặc họ sử dụng lướt thôi các anh. Hàng quân đội nó chắc chắn kinh khủng khiếp luôn. Đó. Đây nhá, quân đội Italia. 3 lõi nhân 10.0, dài 30 m. Quận này em bán là 4.900.000 đồng. Em có một quận duy nhất thôi. Đấy. Đây, các anh có thể thấy này. Tải điện AC này, 240V, 32A. Đó. Con này đây. Dây của Arit
tôn Cavi này, đấy, hàng của Made in Italia các anh nhé, đấy. Thì cái dây này nó chuyên dụng cho quân đội các anh. Thì dây trong quân đội ấy thì nó sẽ tốt hơn các dây dân dụng là bởi vì như vậy này, nó sẽ chịu được những thời tiết khắc nghiệt hơn. Đấy, hoặc là ví dụ như là nó chịu được nhiệt độ cao hơn, nó chịu nhiệt được nhiệt độ lạnh hơn, để nó chống mài mòn này tốt hơn. Đấy, nói chung là nó là như vậy các anh nhé. Và rõ ràng luôn, cái cao su ở đây này, nói chung là nó lì ra các anh. Các anh lấy cái rũa các anh mài đi mà các anh phải tì thật mạnh nó mới đi nhé. Đó. Đấy, quận này nó gồm hai cái men cơ, đó, 323 pha 2 pha. Đấy, 3 lõi nhân 10.0. Đấy, 3 lõi nhân dây 10.mm này. Đấy. Rồi, em có một quận này duy nhất đấy. 4.900.000 đồng. Đấy. Anh nào đang làm sự kiện hay anh các anh cần một quận dây tải gì đấy to ấy, mà hàng VIP thì các anh lấy quận này nhé. Tiếp theo là ngày mai em sẽ lên cho các anh cái lô motor chế quạt này các anh nhé. Hàng của Mỹ. Con này thì nó chất lượng khó phải bàn các anh. Cái này là hàng tháo máy chất lượng miễn chê luôn. Đây em quay cho các anh xem này. Đấy. Hàng của Mỹ nhá, USA đó. Chạy điện 220 hoặc 240V này, đấy. Con này tốc 2800 thì sẽ lắp một con tụ cản lại nữa là ok các anh chạy. Cái mà chạy con này thì đúng là không biết bao giờ nó mới hư. Chế motor chế quạt. Đấy. Em các bạn chưa test, ngày mai thì em sẽ bảo các bạn test hết rồi sẽ lên cho các anh mấy cái con này. Tiếp theo em lên cho các anh là cái mã nguồn 12V các anh nhé. 12V 62,5A. Công suất của nó là 750W. Giá em đang bán là 360.000 đồng một chiếc các anh. Em bảo hành 6 tháng. Và trong 6 tháng đấy em bảo hành các anh chạy 24/24 luôn. Con này các anh thích thì các anh cứ cắm 24/24, các anh không cần phải ngắt ra các anh nhé. Nó bản thân nó là nguồn server. Mà nguồn server thì thiết kế ra là để chạy hoạt động hiệu suất cao 24/24 luôn. Đấy, con này thương hiệu Huawei các anh này. Đó. Sản xuất ở Trung Quốc, Huawei là một tập đoàn cực kỳ lớn các anh nhé. Đấy, nó là dòng 80 Plus Platinum này. Đó. Các anh mở, anh nào mà biết về điện mở nội thất con này ra các anh nhìn choáng luôn. Các anh không thể mua được cái nguồn 12V nào mà tầm 62A, công suất 750W trong cái tầm giá này, nó là vua chất lượng luôn. Em đảm bảo với các anh. Các anh nào đang chạy quảng cáo, đang chạy LED hay các anh đang chạy cái gì đấy, các anh muốn bền, hiệu suất cao, quất cho em con này. Lấy cho em con này các anh nhé. Đây thông số đây, giải điện áp vào cực kỳ rộng, từ 100 đến 240V đó. Ra là output 12V DC 62,5A đó. Nguồn heo quê các anh nhé. Chân cắm là chân này các anh nhé. Cắm nguồn vào đây. Các anh cắm dây nguồn nồi cơm điện ấy. Các anh cắm vào đây. Đó. Đây là chân này. Màu đỏ là dương, màu đen là âm. Đấy, bên em có đánh dấu sẵn rồi, âm dương. Các cầu nối này các anh chỉ việc đấu ở đây thôi là xong. 360.000 đồng một chiếc. Bên em đã kích hoạt sẵn rồi, các anh cứ cắm điện vào đây là nó chạy. Rồi các anh lên mã cho em nhé. Đó. Các anh lên mã cho em là mã nguồn 12V, mã 15 các anh nhé. Mã 15. Đấy, hàng về thì nguyên đai nguyên kiện như này. Rồi đấy, bên em về nguyên đai nguyên kiện như này. Em gửi cho các anh cũng y chang như vậy luôn. Bọc chống sốc, túi zin của nó luôn này. Theo các anh này. Cốt ghim cái. Đấy. Có chân cầu nối các anh nhé. Rắc ghim cái có chân cầu nối. Rắc ghim cái có chân cầu nối. Em xem có bịch nào mà bóc ra rồi em lấy cho các anh xem. Đây. Nói chung là cái dây này này nó màu đỏ thì nó giống y chang như vậy, như nó giống y chang như vậy các anh nhé. Đấy, thì cái rắc này là rắc cái này. Ngoài ra nó có thêm một cái cầu này, nó nối ra ngoài để ví dụ nhất là các anh cắm tụ ấy, hoặc các anh cắm cái gì mà cần cắm thêm ấy, thì các anh cắm vào đây. Các anh, con này là vừa đực vừa cái này, đầu này đầu đực, đầu này đầu cái này. Thì
thì canh mà dùng các anh canh cắm ấy thì một là canh về canh cắt cái này đi, các anh chỉ cần lấy cái kìm cắt, canh cắt cái vịt đây phát là nó đứt rồi. Đây em cắt thử cho các anh xem nhé, bởi vì nó là đồng đấy, nó là đồng đây canh nhé. Đây em cắt thử cho các anh xem này, nó đứt rồi đó, các anh thấy không ạ? Đây các anh nhé, đó combo 50 cái là 75k. Đấy thì cái lỗ này này là dây 1.25 tới dây 2.5 các anh. Dây 1.25 tới dây 2.5. Rồi. Các anh lên mã cho em, mã này là mã số 2 nhé. Cốt ghim cái có chân cầu nối thì gọi là ghim đực cái cũng được. 1.25 tới 2.5. Combo 50 cái là 75k. Rồi. Tiếp theo em lên cho các anh là những cái mẫu cái cốt bấm sao, cái cốt sao để bấm và ổ cắm các anh nhé. Toàn bộ cốt này là hàng của Nhật, thì chất lượng của nó thì em khẳng định với các anh gần như không có một loại cốt nào qua được cái cốt này, kể cả cốt châu Âu đó. Bởi vì sao, con này nó là bằng đồng nhưng mà nó mạ thiếc các anh, gọi là mạ chì đấy, trong Nam gọi là nó mạ chì bên ngoài, thì thành ra trong tất cả các cái môi trường ấy nó không bị oxy hóa cái, lúc nào nó trắng vậy đấy. Về chất lượng của nó cái nhé, còn về công dụng của nó cái này, về công dụng em ví dụ đi, cái dây nó rất nhiều sợi như này đó, thì ví dụ canh mà muốn cắm vào cái ổ điện này, ổ điện Panasonic này là ổ điện cắm, thì chỉ có dây cứng mới cắm được thôi đó. Đây ổ này là ổ Panasonic này cái này, hàng Panasonic đấy, ba chấu. Cái ổ này trước em bán rất nhiều rồi, thì bây giờ kể cả ngoài Bắc cũng dùng cái ổ này rất nhiều, bởi vì bây giờ ngoài Bắc hay miền Trung cũng đi dây đơn hết rồi, đi dây đơn là dây cứng như này các anh này đấy, thì các anh cắm ở đây ấy, mà cái dây điện này nhất là các anh mà đi loại của Trần Phú hay là cái gì đấy thì không bao giờ các anh cắm được đấy, thì để giải quyết cái vấn đề này thì các anh phải bó lại, các anh bó nó lại xong rồi các anh dùng cái cốt này, anh bấm nó lại giống như này này, bấm nó lại giống như này, các anh hiểu em ạ, các anh phải bấm lại như này thì sau đấy các anh mới cắm vào đây được, thì các anh mới cắm vào cái ổ cắm này được, các anh hiểu ý em ạ, đó thì nó mới cứng thì nó mới cắm được. Và để bấm được cái này ấy, thì các anh phải dùng cái kìm bấm cốt này này, cái kìm bấm cốt này hôm qua em có bán cho các anh này đấy. Đấy, kìm Kluke, kìm của Đức. Đấy các anh nhé. Đấy, hoặc là nếu các anh để cái dây như này, cái dây nó nhiều sợi như vậy, mà các anh siết vào cái ổ điện đi, thì vô tình cái con vít này các anh siết ấy, nó sẽ cắn đứt, nó sẽ làm đứt mất cái sợi dây này, bởi vì nó nhiều cái sợi nhỏ quá, nhiều cái sợi nhỏ nhỏ này này quá các anh này. Nhiều cái sợi nhỏ nhỏ quá thì cái con vít nó siết nó sẽ làm đứt đấy. Thì công dụng của nó là như vậy các anh nhé. Rồi đấy, thì ở đây em có hai mã, em có hai mã, cái này các anh phải nhanh tay nhé, cái này em về số lượng chỗ này được khoảng 500 chiếc, nhưng nếu gia đình các anh chỉ mua combo 50 cái thôi là đã được 50 cái lỗ rồi, là cũng khá nhiều rồi đó. Bây giờ như này các anh này, em về được hai loại rất thông dụng luôn các anh, cực kỳ thông dụng luôn. Dây 1.5 đến dây 2.0 để các anh đi dây của bóng đèn. Thường dây bóng đèn là đi dây 1.5 thôi. Đấy. Thì đây các anh nhé, là cái này. Này các anh nhớ mã cho em nhé, mã 10 là dây 1.5 đến dây 2.0 để đi bóng đèn. Các anh bấm vào như này. Đấy, các anh bấm vào như này để đi bóng đèn nhá. Dây 1.5. Đây, dây này dây 1.5 các anh này. Đó, thì các anh cho vào đây. Đó, là dây bóng đèn dây 1.5. Đấy, mã số 10 các anh nhé. Đó, kìm cốt, à, cái này là cốt sao bấm ổ cắm điện các anh nhé, hàng của Nhật đấy. Dây 1.5 đến 2.0, dây 2.0 cũng đi được luôn. Thì em bán theo combo cứ 50 cái là 75 ngàn. Gia đình các anh chỉ cần mua 100 cái thôi là bấm đủ hết tất cả các ổ cắm, đảm bảo các anh luôn. Anh nào mà dư thì các anh mua
75 ngàn các anh bỏ ra 300 ngàn các anh mua, nhưng mà toàn bộ gia đình nhà các anh là đúng theo tiêu chuẩn của điện luôn. Không có mo ve, không có đánh lửa gì hết. Mã số 10. Đó. Dây 1.5 đến 2.0. Còn tiếp theo có một loại nữa là cốt bấm ổ cắm điện này, nhưng mà loại này nó đi được dây to hơn. Dây 2.5. Dây 2.5. Đó. Thì nó đi được từ dây 2.5 đến dây 3.0 các anh nhé, là mã 11. Em bán cứ combo 50 cái dây cốt to này thì 95 ngàn. Dây 2.5 là tiêu chuẩn các anh đi dây ổ điện các anh nhé. Dây ổ cắm điện trong gia đình là các anh phải đi dây 2.5. Đó. Và thậm chí đây, em cái combo cốt này này, cốt 11 này, nó vừa cả cái dây 3.5 luôn các anh. Đây. Dây 3.5 là cũng nó cũng vào này. Nhưng mà cái này thì nó hơi nó vừa khít luôn. Thì lúc các anh bấm cốt thì nó hơi khó, nhưng mà dây 3.5 nó cũng đi được luôn. Nhưng đây em chỉ khuyến cáo các anh đi từ 2.5 đến 3.0 theo tiêu chuẩn của nó. Đấy các anh nhé. Combo 50 cái 95 ngàn. Rồi, nay em có thêm hai cái mã cốt này, mã số 10 và mã số 11. Mà cái cốt này tiêu chuẩn luôn các anh. Đảm bảo là dây điện KDV, các anh đi KDV đi cho nó xịn. 1.5 là dây đèn. 2.5 là dây ổ điện. Rồi, trong gia đình chỉ có hai loại dây đấy thôi. Anh nào đi dây bếp thì đi dây tải 4.0. Thì 4.0 thì hiện tại em chưa có, em chỉ có hai loại này thôi. Rồi, các anh lên mã nhé. Lên mã cho em. Cốt Nhật, đó. Cốt Nhật này bao nhiêu năm nó vẫn giữ màu như này các anh. Nó không xỉ xỉn đâu. Và nó cũng không có cái màu đồng bị xét xét đồng đồng đâu, xanh xanh đâu, bởi vì nó mạ thiếc rồi. Đó, bao nhiêu năm nó vẫn như vậy. Rồi, các anh lên mã cho em, có hai mã. Nha. Tiếp theo em lên cho các anh này. Đây là cốt nối đực cái các anh nhé. Đấy, mã số 6. Nó sẽ đi được dây 1.5 tới 2.5. Đấy, combo 50 bộ đực cái là 150 ngàn. Là nó như nào? Là nó như này các anh này. Đấy, một đầu đực nó lồi ra này, nó cắm vào một cái đầu cái như này. Các anh có hiểu ý em không ạ? Cái đầu đực nó lồi đây, nó sẽ cắm vào cái đầu cái như này. Đó, đây. Ví dụ khi canh cắm vào thì canh để một cái đực ở xuống đây. Các anh cắm một cái này vào đây. Đây canh này. Nó cắm, nó kết nối vào như vậy này. Đó. Thì kết nối vào đầu này, các anh bấm dây điện. Đầu dưới này các anh bấm dây điện. Đấy. Thì khi cắm vào nó y chang như vậy cái này. Nó cứng lắm. Đấy. Các anh cắm mạnh vào. Đấy. Nha các anh nhá. Cứ một bộ, một đực một cái như này này. Em sẽ bán theo 50 bộ. 50 bộ là 150k các anh nhá. Đó. Các anh lên cho em này. Mã số 6. Cốt nối đực cái. Đó. Combo 50 bộ là 150k. Đó. Tiếp theo em lên cái mã, đây là mã số 6 các anh nhé. Tiếp theo em lên là mã số 7 này. Cũng cốt nối đực cái y chang như cái này. Nhưng mà nó màu xanh. Đấy, để phân biệt ví dụ dây này dây nguội, dây này dây lửa. Thường dây dây pha ấy là sẽ màu đỏ. Đấy các anh nhé. Và cái màu xanh này thì nó đi được dây to hơn. Nó sẽ đi được từ dây 2.0 tới 4.0 là maximum. Con này maximum chỉ đi được dây 2.5 thôi. Nhưng con này thì đi được dây 4.0. Cũng cốt nối các anh nhé. Một đực một cái. Đó, cũng combo 50 bộ là 150k. Đấy, rồi các anh lên mã cho em nhé. Hai mã. Đó. Rồi, tiếp theo em lên cho các anh các cái mã cốt này. Các cái mã đầu cốt các anh nhé. Đấy. Cốt trẻ này, dây 5.5 lỗ 6.0. Mã 14 nhé. Cứ 2.000 đồng một chiếc này, cốt Nhật. Đó, ngoài này thì nó bọc gọi là nó bọc để em cho sát cái đèn vào đây. Nó bọc nhựa vậy, nó bọc nhựa hết đây. Bọc nhựa. Đấy. Cốt thì cốt đồng hết. Đồng mạ chì. Nó mạ cái thiếc hàn đấy cây. Thiếc hàn đấy. Thì thành ra là bao nhiêu năm không bao giờ nó bị phai màu hết. Đấy. Các anh lên mã cho em nhé. Cốt thẻ này, cốt trẻ, nó trẻ ra là vậy này, gọi là cốt trẻ. 2.000 một chiếc, mã 14. Cái dây này là dây 5.0 này. Đấy, dây 5.5 luôn.
Cái lỗ này là lỗ 6.0, thì cái này nó để đi những cái hơi to to, 2k một chiếc. Cái này cốt đỏ chuyên để cắm vào mấy cái chân tụ hay chân quạt, nói chung là chốt cắm. Đấy, đây là chốt cái này, chốt đực. Đấy, cốt đỏ. Dây này dây 1.25 các anh. 1.25. 1.5 luôn đấy chứ. Dây này đi 1.5 đến 2 chấm luôn. 75k. Cứ 50 cái là 75k. Đây em còn vài cái. Còn mấy cốt to to này em sót vài cái. Rồi. Tiếp theo đến cốt tròn này, 50k trên 75 cái. Dây 5.5 lỗ 3.0 các anh nhé. Dây 5.5. Cái này nó tải được dây to này. Lỗ 3.0. Dây này dây 5.5. Lỗ này lỗ 3.0. Cái này anh cần về thì các anh có thể khoan rộng ra. Đấy, còn đây của nó thì chỉ lỗ nhỏ thôi. Đó. Ngoài ra em có cái cốt trẻ này nữa này. Nhỏ. Phi 6.0. Cái này là dây 1.25 nhưng mà lỗ lại lỗ 6.0. Lỗ to. Đi thì đi dây nhỏ nhưng lỗ thì lỗ to. Thì nó phục vụ vào những cái mục đích đặc biệt nào đấy. Đấy, cốt tròn này 3k một cái này. Dây 5.5 lỗ 14 luôn các anh nhé. Dây 5.5. Đi thì đi được dây 5.5 nhưng lỗ thì lỗ 14 luôn. Cho những cái CP to đấy. Rồi. Cái này cũng vậy. 2k một cái. Chủ yếu là cái cốt này cây này. Cốt này cây dùng nhiều này. Rồi, phải lên mã cho em nhé. Vâng. Em giới thiệu hôm nay em về thêm một cái lô được mấy chục cây đèn pin này các anh. Hàng của quân đội các anh nhé. Đấy, có bao của quân đội này. Đấy, con này đèn pin, con này đồ cổ rồi các anh ơi. Đấy, rồi em lên mã cho các anh nhé. Đây là đèn pin quân đội. Đây hàng cổ các anh nhé. Cái này các anh sưu tầm hoặc trưng bày. Vẫn còn chạy, em bao chạy luôn. Đấy, nhưng mà chủ yếu là nó sưu tầm và trưng bày thôi. 210k trên một cái em bao ship các anh nhé. Em bao ship à. Cái hàng đồ cổ này mà rơi vào đồ cổ thì cũng vào mấy cái tiệm bán đồ cổ ấy, thì giá của nó cũng khá cao đấy các anh ạ. Con này chỗ đầu này là bọc em báo giá rồi các anh nhé. 210k trên một cái em bao ship. Đấy, em bao chạy luôn. Đây. Nó sẽ như này các anh này. Đấy, nó có một bao đây để sát vào thắt lưng này. Cái này nó đeo vào thắt lưng của quân đội các anh ạ. Hàng quân đội dày dặn lắm. Rồi, đây, nhôm dày đây các anh này. Của D&G các anh nhé. Quân đội là hàng này hàng Mỹ luôn đấy. D&G này. Các anh cứ search cái thương hiệu D&G này là các anh biết này. Đấy, thì cái này nó trước đây nó chạy ba mấy cái cục pin con ó to to này này. Bây giờ các anh cho vào đây nó vẫn chạy luôn. Đấy. Đầu này thì nó bọc cao su. Bọc da cao su. Được rồi, em lấy ra một cái để các anh coi nhá. Mở ra như này. Nó dày dặn lắm các anh nhá. Em khẳng định với các anh là nó dày dặn lắm. Hơn bất kể cái đèn pin nào các anh từng cầm ấy. Đấy, cái này làm dùi cui được luôn. Cái này mà trong ví dụ trong chiến đấu là người nó lấy cái này nó làm một cái vũ khí luôn. Đây, nút nhấn này. Nút nhấn của nó cũng xịn nữa cơ. Đấy, em về rồi. Cái này nó bọc cao su ấy. Đây, đuôi thì dày. Rồi, các anh lên mã xem. Được. Tiếp theo em lên cho các anh là một con quạt sò các anh này. Đấy, con quạt sò này quạt của Mỹ các anh nhá. Hàng của USA này, các anh có thấy không? Hàng của USA này. Đấy, con này cực kỳ ngon, vỏ inox các anh nhá. Em tháo từ cái đầu của cái máy laser ra, nó chạy khủng khiếp lắm. Đấy, con này thì nó chạy tốc khá cao luôn. Đấy, 1/4 HP. Con này 200W. Đó, chạy điện 230V của Việt Nam mình luôn các anh nhé. Đấy. Hoặc là chạy được 480 luôn. Nói chung là con này em sẽ chỉ các anh chạy điện 220. Nó là mặc định nó là 220. Đấy, thì mặt này nó hút vào đây các anh nhé. Nó hút gió ở đây. Nó đẩy ra đây. Thì vỏ này toàn bộ là bằng inox 304. Con này trước đây em có bán một con rồi. Con này giá 900.000 các anh nhé. 900k.
Rồi. Các anh thấy cái motor của Mỹ không? Quay một phát mà bây giờ nó còn chạy kìa. Quay rất nhẹ thôi. Các cái đồ của nước ngoài ấy, mấy cái bạc đạn của nó ngon lắm. Đó. Thì nó có hai cái chân ở đây này. Đó. Con này 900 ngàn các anh nhé. 900k. Riêng cái vỏ inox này các anh mua nó đã giá trị rồi. Rồi. Các anh lên mã cho em nhé. Rồi, hôm nay em lên cho các anh một lô CB này. Hàng các anh nhìn giá là các anh thấy siêu sale rồi các anh nhé. Đấy, em đảm bảo với các anh không mua được đâu cái giá này. Đảm bảo với các anh luôn. CB khối Mitsu. Em vào việc luôn các anh ạ. CB khối Mitsu 50A các anh nhé. 50A giá chỉ có 170k thôi. 170 ngàn một con. Đấy, 170 ngàn một con CB của Mitsubishi nhé. 50A chống chập, chống quá tải thôi các anh nhé. Con này không có chống giật. Made in Japan. Đó. Các anh nhìn thấy không? Toàn bộ lô này là Japan hết. 170 ngàn. 50A. Tiếp theo đến 100A các anh này. 100A, 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 100A. Toàn bộ là 100A hết. Đấy, hàng sản xuất tại Nhật hết các anh nhé. Đó. Con CB này lau đi là mới lắm, em không có vệ sinh đấy các anh ạ. CB Mitsu của Nhật thì các anh cứ yên tâm một điều là cực kỳ chất lượng luôn. Đó, 260 ngàn một con. Đó. Con này là mất tem rồi này. Rồi, 260 ngàn một con nhé. Con này xác của nó xác 1 kg đấy các anh ạ. Xác to à. Đó, 260 ngàn một con. Tiếp theo các anh này. 150A, con này xác hơi bị to luôn. Con này xác gần 2 kg. Đó, 320 ngàn một con. Đó. Em đảm bảo với các anh mua những con xác to này không bao giờ có giá đấy. Giá trị của một con CB khối to này các anh nhé. Mà loại 2 kg này nếu các anh mua mới bây giờ nó phải rơi vào tầm 3 triệu, hơn 3 triệu một con. Đây em bán chưa bằng 1 phần 10. Rẻ hơn tất cả các giá trên thị trường luôn. Thị trường bán con này bèo bèo phải 350. Đây 320 ngàn các anh nhé. 320 ngàn một con. 150A xác 2 kg. Xác to đấy. Gần 2 kg các anh. Rồi tiếp theo 175A. Con này thì xác siêu to rồi. Con này xác phải 2 cân. 175A. 380 ngàn. 380 ngàn các anh nhé. Made in Japan. 380. Đấy, và hôm nay cụ thể em có một con này thì siêu to này. Con này xác suýt soát 6 kg. Xác to gần hơn một gang tay. Đó, con này là 250A. 250A. Giá là 1 triệu mốt các anh nhé. 1 triệu mốt một con này. 250A. 1 triệu mốt một con. Rồi, các anh lên mã cho em nhé. Vâng. Hôm nay em lại về thêm giấy nhám Nhật các anh nhé. Đấy, giấy nhám Nhật các anh nhé. Rồi. Các anh đọc kỹ giúp em nhé. Giấy nhám Nhật. Em bán đồng giá là 85 ngàn trên 1 kg. Đấy. Em có các kích thước các hạt như vậy này. 100, 150, 240, 320. Đấy. Em bán đồng giá là cứ 85 ngàn 1 kg các anh nhé. Các anh không lấy một loại thì các anh cứ bảo là nhặt cho 85 ngàn, nhặt cho 1 kg. Lấy tùm lum hết. Lấy tất cả các loại hạt này. Thì các anh về gặp hạt nào các anh đấy. Các anh chỉ cần mua 1 kg thôi là các anh sẽ phục vụ công việc của các anh trong vòng một thời gian cũng tương đối ổn đấy các anh. Thì các anh mua 1 kg nó lẫn lộn thì các anh dùng thì sẽ ok hơn. Và nhám Nhật là như nào? Nhám Nhật ở đây em có, nói chung là nó lộn xộn hết các anh nhé. Em có 100 này, 150 này, 240 này, 320, giấy nhám Nhật. Và đây có loại nó bằng nhám vải các anh nhé. Nhám vải này, nhám vải này. Đây là bằng sợi vải các anh nhé. Các anh có thể nhìn thấy các sợi vải này. Đấy, nhám vải. Đấy, 320 này cũng nhám vải này. Đấy, nhám vải này các anh này. Nhám vải nhé. Đấy, các anh nhìn này. Đấy, thằng 240 này thì nó là nhám giấy các anh. Nhám giấy. Đấy, nhám giấy. Toàn bộ là nhám Nhật hết các anh. Giấy nhám của Nhật Bản. Đấy, 100 này. 100 này cũng giấy này. Đấy, 100 này, loại này là 100 này. Đấy. Và nó có cả loại 100 mà nó lại bằng giấy nhám vải nữa. Thành ra là nó sẽ lẫn lộn hết các anh nhé. Đây các anh nhìn này. Thằng này cũng 100 này. Thằng này cũng 100 này. Nhưng thằng này nhám vải này. Đấy thì em sẽ bán lộn xộn hết.
cứ 1 ký là em bán cho các anh giá 85 ngàn, giá rất rẻ các anh nhé. Bình thường nhám Nhật này các anh mua phải tầm 4 ngàn đồng một tờ rồi đó, chứ không có giá 1 ký 85 ngàn này đâu anh. Nhám Nhật thì dùng nó chất lượng lắm, anh nào làm mộc hay các anh làm cái gì thì các anh biết, đồ Nhật xài cực kỳ tin tưởng. Rồi các anh lên mã cho em nhé, có các size đây, hạt 100, 150, 240, 320, 1 ký 85k. À, tiếp theo hôm nay em về thêm các anh nhé. Cái lô xích hôm trước ấy, xích DAD với xích RK là hết hàng rồi. Và cái loại đấy thì các anh chạy cho những cái xe lớn được. Còn hôm nay em về cái loại xích DAD này các anh nhé, nó chỉ chạy được cho xe ngắn thôi. Những cái xe mà 100 phân khối ấy, hoặc cùng lắm là 110 thôi. 100 là chắc chắn các anh sẽ chạy được. Ví dụ này, xe Dream hoặc là xe Way hay là xe Sirius. Đấy. Nhá các anh nhá, đấy em báo giá luôn, lẻ là 250 ngàn một bộ. Xỉ là 220k một bộ. Đấy các anh mà chạy lòng loanh loanh quanh gần gần nhà ấy, thì một bộ xích này các anh chạy phải 5-7 năm. Đấy. Và có nhiều anh ấy thì hay cứ hay thắc mắc như này các anh này. Bảo tôi cũng mua xích DAD ở các cái quán sửa xe gần nhà mà giá nó có 100 mấy. Thì em khẳng định với các anh đấy chỉ là DAD dởm, DAD nhái của Trung Quốc. Đúng DAD Nhật này các anh ra mà ra hãng hay ra các anh ra tiệm các anh mua không dưới 500 ngàn hoặc 600 ngàn một bộ đâu. Đó, tại vì các anh mua là các anh xài hàng Trung Quốc. Thành ra là các anh bảo xích DAD tôi mua rẻ mà sao bán đắt thế. Đấy em chỉ nói vậy thôi. Còn các anh nào mà các anh biết về xe ấy, thì các anh sẽ biết. Đấy. Ở đây là cái loại này 102 mắt các anh nhá. 102 mắt này. Thì nó chỉ dùng cho xe 100 phân khối với xe ngắn thôi. Đấy, ví dụ như Dream này, Way này hay là Sirius này hay là cái gì đấy 100 hoặc 110 thôi. Con Future Neo con này cũng không thay được. Con Future Neo hình như nó cũng phải xài 120. Đó. Nên anh nào mua thì các anh cân nhắc nha. Đấy, cái này chỉ dùng cho những cái xe ngắn thôi. Xe 100 phân khối thôi. Đấy. Đây, nguyên bộ của nó sẽ gồm như này. Đấy. Hàng của Nhật đây. Các anh nhìn cái xích này nó khác bọt lắm. Nó không giống như cái xích kia đâu. Đấy, trên thân xích nó có chữ Japan này. Đây, 428 này. DAD này. Đó. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai, một bộ xích nó sẽ kèm một cái mắt khóa như này để nó khóa hai cái xích lại. Để nó có hai cái phe này nó giữ xích lại nhé các anh nhé. Đấy, DAD Japan này. Đấy thì một bộ như này này. Các anh mua lẻ một bộ thì 250. Các anh mua từ 3 bộ trở lên ấy thì 220.000 một bộ nhé. Hoặc hai bộ em cũng để giá 220 luôn. Đấy, ưu tiên để mọi người về dùng đó. Hàng của Nhật. Đó. Made in Japan. Đấy, DAD các anh nhé. DAD 428. Xích này xích 9 ly. Đấy, nhông thì nhông thông dụng rồi. Nhông nào các anh chạy được. Rồi, các anh lên mã cho em nhé. Tiếp theo em lên cho các anh này. Cái kệ kính góc nhà tắm các anh nhé. Toàn bộ mấy cái này là mới chưa dùng. Còn cái này là hàng dùng rồi các anh nhé. Cái này là hàng dùng rồi. Đó, nó là hàng bãi nhưng nó hàng dùng rồi nhé. Đó. Thì cái này 100% là inox hoặc đồng thau gì đấy thì em không biết. Nhưng mà em thử bằng cục hít thì nó không có hít. Đấy, nó cấu tạo rất cong cong. Kính đây thì 20cm. Thì cái này để làm cái gì? Cái này các anh bắt ở trong nhà tắm các anh nhé. Bắt ở trong nhà tắm, nhà vệ sinh. Đấy, thì thường các cái góc của nhà tắm ấy nó sẽ là góc vuông các anh nhé. Thì cái này nó bắt vào góc vuông đấy. Thì cái hàng này về ấy, nó lại không có cái kẹp ở đây các anh. Đúng ra là nó phải có hai cái kẹp bằng inox, kẹp một bên này giữ, kẹp một bên này giữ. Đấy. Thì cái kẹp đấy thì các anh mua ở ngoài ấy nhiều lắm. Các anh cứ ra tiệm ấy bảo bán cho cái kẹp kính nhà vệ sinh ấy là người ta biết. Hình như có 16 ngàn một cặp inox 304 luôn. Đấy. Thì về các anh tự mua. Cái này em về thì nó chỉ có như thế này thôi. Nhưng mà giá như này quá tốt rồi. Một tấm như này các anh mua bắt về nhà vệ sinh là các anh để dầu gội này, xà phòng này, đấy, rồi là sữa tắm này, đấy, linh tinh vậy đó. Rồi. Kệ kính góc nhà tắm các anh nhé, inox 304. Cái này nó xí mạ nó đẹp lắm các anh nhé. Chứ nó không phải là inox bình thường. Đó.
30k một tấm. Một tấm như này chỉ có 30k thôi. Các anh về các anh mua thêm hai cái tai bắt, đây có mười mấy ngàn. Chắc chắn cái tai bắt này tiệm điện nước có. Em đảm bảo cho dù các anh ở quê cũng có nữa. Rồi. Anh lên mã cho em nhé. Mỗi anh mua hai cái này cho hai cái nhà vệ sinh. Mic có 60 ngàn. Thì em khuyên các anh mua kèm với cái gì nhé. Anh mua một cái này ship mất 30 ngàn nữa thì nhiều khi là nó không đáng. Các anh mua vài thứ đi. Inox 304 xí mạ. Đấy. Cái này là hàng dùng rồi các anh nhé. Thành ra nó sẽ dơ. Các anh về các anh tự các anh vệ sinh các anh lau nhé. Còn những cái hàng này là mới 100% sạch bóng loáng. Đấy, sạch mới chưa sử dụng. Còn cái này của em thì hàng bãi. Đó, rồi. Anh lên mã nhé. 30k. Rồi, tiếp theo em lên cho các anh là cái gạt tàn thuốc các anh nhé. Đấy, cũng xứ Minh Long luôn. Hàng mới chưa sử dụng các anh nhé. Hàng mới chưa sử dụng. Đấy, 20.000 một cái. Đấy. Các anh thấy không? Các anh nhìn cái nước men này là các anh mê rồi. Đó. Đây không phải lỗi các anh nhé. Đây là cái họa tiết gì của nó đấy. Bên này nó đối xứng. Bên này nó có một cái nữa này. Đó. Thuốc các anh sẽ để vào đây. Đó. Thì em quay cận cảnh để các anh xem chất men của nó. Giá thì các anh giật mình luôn đấy. Cái hàng này thật ra nó là hàng thanh lý nên là giá nó mới rẻ thôi, hàng mới. Chưa sử dụng các anh nhé. Đó. Gạt tàn thuốc xứ Minh Long 20.000 một cái. Các anh phải mua nhanh tay nhé. Rồi các anh nhé, em xin chuyển sang cái mã tiếp theo. Và hôm nay em lên cho mọi người là một kia combo các anh ạ. Combo đồ dùng gia đình mà cực kỳ hữu ích các anh nhé. Và hàng này là hàng chất lượng các anh nhé. Các anh thấy theo dõi của em ấy thì em không bán mấy cái đồ mà cảm thấy nó không hữu ích lắm đâu. Cái này em lấy lên cho các anh này. Thứ nhất các anh nhé, là bộ tách sứ các anh nhé. Con này là bằng sứ Minh Long. Đây là bộ phin pha cà phê. Đó. Sứ Kim Long các anh nhé. Đó. À, Minh Long các anh nhé. 60k trên một bộ. Đấy. Xỉ ấy, anh nào mua lẻ thì 60.000 một bộ. Đấy. Anh nào mà mua từ hai bộ trở lên ấy, thì giá chỉ có 50k thôi. Các anh em khuyên các anh mua vài bộ nhé. Có 50.000 một bộ à. Các anh mà không mua là sau này hết hàng các anh hơi bị tiếc ấy. Một bộ này các anh mua phải chừng 200.000 đó. Sứ Minh Long đó. Thì toàn bộ đây là hàng mới chưa sử dụng các anh nhé. Hàng mới chưa sử dụng đấy. Còn nguyên giấy hút ẩm này. Đây. Lớp giấy này. Giấy hút ẩm này đó. Thì con này nó bằng sứ Minh Long. Đây là phin pha cà phê. Đó, thì cái này rất sạch sẽ. Thì cấu tạo của nó như này. Khối trên này là các anh cho cà phê vào đây này. Khối dưới này là một cái ly. Đấy, một cái ly uống cà phê. Đấy. Hàng của Minh Long các anh nhé. Đấy, các anh có thấy chữ Minh Long. Single 1970. Đó. Khối trên này nó sẽ là cũng như một cái ly mà nó sẽ đặt lên trên này. Đấy, cái này là có một cái đè cà phê xuống này. Đó, đây là một cái nắp. Đấy, thì chất lượng của Minh Long nó ở cái nước men của nó cực kỳ đẹp các anh nhé. Hàng Minh Long ở trong phía Nam này nó nổi tiếng luôn, số 1 luôn đấy các anh. Ngoại trừ các gốm sứ nhập thì không bàn. Đấy, rồi. Em lên cho các anh một combo này cực kỳ thiết thực. Tết các anh chắc chắn phải pha cà phê. Khách đến nhà các anh phải tiếp này. Đó. Dòng này cực kỳ đẹp. Bóng trơn đẹp. 60.000 một bộ lẻ các anh nhé. Đấy, em khuyên mỗi anh mua vài ba bộ. Em đã để lại 20 bộ rồi. Đó. Để em dùng. Rồi các anh nhé. Sứ Minh Long. Bây giờ em sẽ quay cái thương hiệu để các anh nhé. Xem chất men em quay cận cảnh. Tiếp theo em lên cho các anh là cái khay đựng xà phòng tắm các anh nhé. Đấy, khay đựng xà phòng tắm. Lẻ là 30.000 một cái. Các anh mà mua xỉ từ 2, 3 cái, 5 cái thì 25.000. Đây là gốm vàng các anh nhé. Đấy, đây nó bằng gốm. Gốm và sứ. Đấy. Sứ thì người ta sẽ phủ men.
đấy, bóng 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 các anh nhìn đấy. Còn gốm thì thường là nó sẽ thô, nó ráp hơn đó. Cái này là gốm các anh nhé. Tại sao nó có gốm sứ là vậy? U đấy. Đấy, con này thì để xà phòng ở đây. Cái bánh xà phòng của các anh ấy, các anh để lên đây, bánh xà phòng tắm, xà phòng rửa tay ấy các anh. Đấy, các anh để lên đây. Thì có nước thì nó sẽ chảy xuống đây. Nước nó sẽ chảy xuống đây các anh nhé. Đấy. Và cái này này thì các anh sẽ để lên cái kệ tắm này. Thường trong nhà tắm các anh sẽ để lên đây. Nước nó sẽ chảy xuống đây. Đấy. Cái này mới là hữu ích các anh này. Cái bánh xà phòng tắm nó rất là trơn các anh hiểu không? Cái bánh xà phòng tắm nó rất trơn gặp nước, mà không có cái này để thì nó trượt, nó đi lung tung hết. Rồi, các anh lên mã cho em nhé. À, con này là hình như gốm Hàn Quốc các anh nhỉ? Gốm vàng là hình như gốm Hàn Quốc này. Đó. Em nhớ láng máng vậy đấy. Rồi, các anh lên mã cho em nhé. Siêu tốt, siêu hời các anh ạ. Cái này thiết thực cho gia đình lắm ấy. Rồi. Tiếp theo em lên tiếp cho các anh là cái vòi rửa mặt các anh nhé. Vòi lavabo rửa mặt đấy. Hàng của Viglacera. 450k trên một chiếc như này. Mới nguyên hộp, chưa sử dụng các anh nhé. Đấy, chưa sử dụng. Ba có em có 3 chiếc. Thì 2 chiếc nó có hộp, còn một chiếc này nó bị cái hộp nó bị nát mất rồi. Hàng mới chưa sử dụng các anh nhé. Đấy. Nên anh nào lấy trước thì sẽ có cái hộp. Anh nào lấy con cuối cùng này thì không có hộp nhé. Hàng mới nhưng mà em bao các anh hàng mới 100%, còn nguyên tem mác này. Mới trong hộp như này luôn này, đó. Có giấy hướng dẫn này. Sử dụng hotline bảo hành này. Hàng của Viglacera các anh nhé. Con này khá ngon đấy. Giá các anh mua của em giá quá hời luôn. Bộ này các anh mua phải 800 ngàn. Đấy. Nó bằng đồng thau hay bằng inox gì đấy em chưa thử. Nói chung là có 3 chiếc. Giá này các anh mua quá rẻ rồi. 450k. Anh nào vòi nhà đang hư thì các anh mua nhé. Đương nhiên là con này thì nó không thể xịn bằng con Toto trước đây em bán được. Mà con Toto trước đây em bán một vòi đấy của nó là đi hình như bao nhiêu? 900 ngàn cơ. Con này 450k. Đó. Con kia Toto hàng dùng rồi là đã 950, 1 triệu rồi. Con này hàng mới giá 450k. Rồi. Nói chung là ngon đấy các anh. Hàng Viglacera nhé. Rồi, các anh lên mã chưa? Tiếp theo em lên cho các anh là một con đồng hồ đo điện AC các anh nhé, của Nhật Bản, mới 100% chưa sử dụng. Đó. Anh nào mua con này mà đúng vào nhu cầu thì phải nói là VIP luôn. 1000V các anh nhé, AC. Đó. Chỉ đo được điện AC thôi, 600k các anh nhé. Con này anh nào mà đúng là làm điện thì em khuyên các anh nên mua. Tuy nó chỉ có một chức năng thôi nhưng các anh để ở bàn các anh đo. Và con này nó xịn lắm các anh. Riêng bộ que đo này các anh mua bây giờ đã 200 ngàn rồi. Que đo của Nhật dùng sướng lắm. Đây, hai chân. Có mấy nấc. Có mấy nấc như này các anh này. 5V, 10V, 25, 50, 100, 250, 500. Và cái hàng này nó là hàng cao cấp các anh ơi. Vặn công tắc nó nảy tạch 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 tạch. Đó. Đó. Con đồng hồ này nó là đồ cổ đấy các anh. Nó đồ cổ nhưng mà nó xịn lắm. Các anh thấy mà nó, các cái công tắc mà nó nảy tạch tạch như này chỉ có trên những dòng cao cấp thôi. Đấy, các anh đo thang nào thì các anh bật nhé. Về các anh cho pin và các anh đo. Rồi. Em chỉ có một bộ duy nhất này hôm nay nó về được. Đợt này hàng Nhật đang đứng các anh nhé. Tất cả các công Nhật không ra được. Và thời gian tới thì tất cả các đồ Nhật sẽ về bên Campuchia. Đấy. Sẽ không đi hàng công chính ngạch nữa đâu. Mà sẽ phải đi qua Campuchia. Rồi. Các anh lên mã cho em nhé. 600k. Một con đồng hồ siêu VIP. Tuy nó chỉ có một chức năng thôi. Nhưng đúng anh nào vào nhu cầu thì con này là giá trị là vô bờ bến. Rồi, tiếp theo em giới thiệu đến mọi người là một con tổ các anh nhé. Con tổ này hàng bãi về các anh. Chưa biết nó là hàng Sinh hay là hàng Nhật đó. Cái tổ này hình như trước em có bán một cái rồi này. Thì con tổ này cực kỳ ngon các anh nhé.
tuy nó chỉ có 2 ngăn thôi. Đó, các anh nhìn cái mặt trước của nó là các anh thấy này. Thứ nhất nó ngon là bởi vì sao? Nó vuông thành sát cạnh. Các cái độ chi tiết nó chỉ có cái tủ nào nó hoàn thiện cao ấy, nó mới ăn khớp với nhau này, mặt nó phẳng, nó đẹp. Cái này em chưa vệ sinh cơ nhé. Về chỉ cần vệ sinh nhẹ là một cái thôi. Thì hàng bãi về có thể nó chảy một chút ở đây, một chút ở đây. Đấy. Cái tủ này em nhớ hình như đợt trước, đợt đầu em về là 3 triệu một cái lận. Mà chưa bao gồm phí ship. Đó. Thì lần này nó về này. Cái lô này thì nó có hơi xấu hơn cái lô trước. Bởi vì sao? Đây. Mặt trên này thì nó hơi bị sét nhẹ. Nhưng mà nó dày dặn lắm các anh ạ. Em báo giá luôn cho các anh trước này. Kích thước của nó là cao là 70cm các anh nhé. Chiều cao này là 70cm. Chiều ngang này là 90cm này. Chiều cao là 70, chiều ngang là 90, chiều sâu này là 45cm. 45cm đấy. Giá là 2,5 triệu. Anh nào mà chuyển khoản em sẽ bao ship. Phí ship cái này là mất khoảng 300 ngàn nữa rồi. Đó. Đấy, con tủ này nó ngon ở cái nào? Thứ nhất nhá các anh nhá, cái này nó còn nẫy cái nhá. Các anh mà muốn mở các anh phải bóp cái này vào. Đây. Lỗ này, các anh bóp vào này. Bóp vào mới kéo ra. Thì khi các anh kéo ra ấy là các anh có cảm giác tay nó mới có lẫy. Đó, nó kéo ra. Ừ. Và thứ hai là ngon ở cái ray này các anh này. Cái ray này của nó cực kỳ ngon nhé. Đấy, cái ray này của nó này. Em quay là các anh thấy đấy. Bên trong nó còn mới chác luôn đấy các anh ạ. Chỉ bên ngoài hàng bãi về thì nó bị chảy, em chưa vệ sinh thôi. Đây này, các anh nhìn thấy này. Đây, em bật về 1x cho các anh xem. Này, em chưa vệ sinh này. Các anh thấy không? Đó, còn cái nào em vệ sinh đẹp thì giá nó phải khác, tại vì tốn công. Còn về cơ bản các anh thấy nó còn mới chắc này. Cái ray này của nó là ray chịu tải các anh nhé. Ray bi đây này. Các anh nhìn này, các anh nhìn này, các anh nhìn này. Các anh có thấy viên bi đây không? Đấy, cái ray bi này thì nó chịu tải rất cao. Một cái khay này có khi nó chịu tải đến cả tạ luôn các anh ạ. Đó. Đấy, về các anh tra ít dầu, ít mỡ vào đấy. Hey, em tra cho các anh luôn. Và khi các anh đóng lại nó sẽ có lấc, nó kêu cái tạch một phát. Đấy, các anh thấy chưa? Cái tủ ngon nó vậy các anh ạ. Đó, ray kìa. Ray ở trong nó còn sáng dưới kìa. Các anh thấy nó trắng không? Chứ không phải là nó sét nó ấy đâu nhé. Mấy kia là chưa vệ sinh. Về một là các anh vệ sinh đi. Đấy, giá quá tốt rồi. Bình thường con này, tủ con này hồi trước là 3 triệu chưa có bao gồm phí ship. Mà bây giờ có 2,5 triệu này. Anh nào mà chuyển khoản là em đã bao ship rồi. Rồi nhá, các anh lên mã cho em. Các anh cứ báo. Tủ này em chỉ có 2 chiếc thôi. Đợt này em về lô này chỉ được có 2 chiếc rồi. Đó. Em đảm bảo mặt trước không có móp méo gì cả. Chảy một vết nhẹ nhẹ ở đây thôi. Này hơi hơi chảy ở đây thôi. Còn lại là đẹp các anh nhé. Hàng bãi thì không thể đẹp long lanh được. Đẹp long lanh thì chỉ có hàng mới thôi. Đấy. 2,5 triệu. Bao ship luôn. Rồi, quá đẹp các anh. Rồi, tiếp theo em giới thiệu đến mọi người là là một con tủ các anh nhé. Con tủ này hàng bãi về các anh. Chưa biết nó là hàng Sinh hay là hàng Nhật. Đó. Cái tủ này như trước em có bán một cái rồi này. Thì con tủ này cực kỳ ngon các anh nhé. Tuy nó chỉ có 2 ngăn thôi. Đó. Các anh nhìn cái mặt trước của nó là các anh thấy này. Thứ nhất nó ngon là bởi vì sao? Nó vuông thành sát cạnh. Các cái độ chi tiết nó chỉ có cái tủ nào nó hoàn thiện cao ấy, nó mới ăn khớp với nhau này. Mặt nó phẳng, nó đẹp. Cái này em chưa vệ sinh các anh nhé. Về chỉ cần vệ sinh nhẹ là một cái thôi. Thì hàng bãi về có thể nó chảy một chút ở đây, một chút ở đây. Đấy. Cái tủ này em nhớ hình như đợt trước, đợt đầu em về là 3 triệu một cái lận. Mà chưa bao gồm phí ship. Đó. Thì lần này nó về này. Cái lô này thì nó có hơi xấu hơn cái lô trước. Bởi vì sao? Đây. Mặt trên này thì nó hơi bị sét nhẹ. Nhưng mà nó dày dặn lắm các anh ạ. Đấy. Em báo giá luôn cho các anh trước này. Kích thước của nó là cao là 70cm các anh nhé. Chiều cao này là 70cm. Chiều ngang này là 90cm này. Chiều cao là 70, chiều ngang là 90, chiều sâu này là 45cm. 45cm đấy. Giá là 2,5 triệu. Anh nào mà chuyển khoản em sẽ bao ship. Phí ship cái này là mất khoảng 300 ngàn nữa rồi. Đó.
Đấy, con tủ này nó ngon ở cái nào? Thứ nhất nhá các anh nhá, cái này nó còn nẫy cái nha. Các anh mà muốn mở các anh phải bóp cái này vào. Đây. Dụ này, đây, bóp vào này. Bóp vào mới kéo ra. Thì khi các anh kéo ra ấy là các anh có cảm giác tay nó mới có lẫy. Đó, nó kéo ra. Ừ. Và thứ hai nó ngon ở cái ray này các anh này. Cái ray này của nó cực kỳ ngon nhé. Đấy, cái ray này của nó này. Em quay là các anh thấy đấy. Bên trong nó còn mới chác luôn đấy các anh ạ. Chỉ bên ngoài hàng bãi về thì nó bị cháy, em chưa vệ sinh thôi. Đây này, các anh nhìn thấy này. Đây, em bật về 1x cho các anh xem. Này, em chưa vệ sinh này. Các anh thấy không? Đó, còn cái nào em vệ sinh đẹp thì giá nó phải khác, tại vì tốn công. Còn về cơ bản các anh thấy nó còn mới chắc này. Cái ray này của nó là ray chịu tải các anh nhé. Ray bi đây này. Các anh nhìn này, các anh nhìn này, các anh nhìn này. Các anh có thấy viên bi đây không? Đấy, cái ray bi này thì nó chịu tải rất cao. Một cái khay này có khi nó chịu tải đến cả tạ luôn các anh ạ. Đó. Đấy, về các anh tra ít dầu, ít mỡ vào đấy, hay em tra cho các anh luôn. Và khi các anh đóng lại nó sẽ có lấc, nó kêu cái tạch một phát. Đấy, các anh thấy chưa? Cái tủ ngon nó vậy các anh ạ. Đó, ray kìa. Ray ở trong nó còn sáng dưới kìa. Các anh thấy nó trắng không? Đó, chứ không phải là nó sét nữa ấy đâu nhé. Mấy kia là chưa vệ sinh. Về một là các anh vệ sinh đi. Đấy, giá quá tốt rồi. Bình thường con này, tủ con này hồi trước là 3 triệu chưa có bao gồm phí ship. Mà bây giờ có 2 triệu rưỡi này. Anh nào mà chuyển khoản là em đã bao ship rồi. Rồi nhá, các anh lên mã cho em. Các anh cứ báo. Tủ này em chỉ có 2 chiếc thôi. Đợt này em về lô này chỉ được có 2 chiếc rồi. Đó. Em đảm bảo mặt trước không có móp méo gì cả. Chảy một vết nhẹ nhẹ ở đây thôi. Này hơi hơi chảy ở đây thôi. Còn lại là đẹp các anh nhé. Hàng bãi thì không thể đẹp long lanh được. Đẹp long lanh thì chỉ có hàng mới thôi. Đấy. 2 triệu rưỡi. Bao ship luôn. Rồi. Quá đẹp các anh. Rồi. Tiếp theo em lên cho các anh là một cái mẫu tủ này các anh này. Đấy, nó cũng cấu tạo hai ngăn giống y chang như cái tủ trắng này. Đó, nhưng mà kích thước nó sẽ nhỏ hơn. Cũng ray bi y chang như vậy luôn các anh nhé. Đó, kích thước của nó này. Nó cao chỉ có 68 thôi. Vừa rồi con kia cao 70. Chiều rộng con kia là 90. Thì chiều rộng con này chỉ có 76 thôi. Còn chiều sâu là 45, 46 là bằng nhau. Đấy. Thì con này nó nhỏ hơn, giá là 1450. Đó, 1.450.000. Anh nào mà chuyển khoản em bao ship. Đó. Đấy, thì cấu tạo nó như này các anh nhé. Nó cũng có hai ngăn. Đó. Cái này nó có cái nhựa kéo như này nhé. Anh làm mà lấy em cho các anh đủ luôn. Đó. Chứ cái này nó bị xúc ra các bạn chưa lắp lại. Có đầy đủ hết các anh nhé. Đó. Con này nó như này. Đó. Kéo ra này. Đó. Nó cũng ray, cấu tạo ray giống y chang như cái kia các anh nhé. Con này là ray đen. Ray đen này. Đó. Cái này chịu tải cao lắm. Đó. Chịu tải cao các anh nhé. Đó. Zoom lại này. Đó. Ừ. Hai ngăn thôi. Nhưng hai ngăn này hai ngăn to. Cái này rất thích hợp để các anh để quần áo này. Đó. Thì cái tủ nâu này nhìn thì có vẻ nó đẹp hơn các anh. Nó đẹp hơn cái tủ này. Đó. Đây các anh nhé. Cái tủ nâu này này. Thì có thể nó không có bằng mặt nhau, nhưng mà cái ra cái vào một chút, nhưng mà cơ bản nó đẹp. Đó. Con này nó có chữ tiếng Anh luôn đấy các anh. Chữ tiếng Anh, tiếng Nhật gì. Đó. Thì con này nó cũng không ghi thương hiệu, nó không ghi xuất xứ đâu, em chả biết. Chỉ biết nó về nó là hàng bãi thôi. Đó. Rồi. Giá chỉ có 1450 thôi, quá rẻ các anh nhé. Cái này các anh mua mấy cái tủ đều đều là cũng phải triệu mấy rồi. Cái này anh nào chuyển khoản em bao ship nhá. Ship cái tủ này mất 300 ngàn rồi các anh. Rồi, các anh lên mã cho em. Em hôm nay em có 2 mẫu tủ. Rồi, tiếp theo em lên cho các anh là cái tủ điện này. Tủ này tủ của Đức luôn các anh nhé. Đấy, cùng lô tủ Đức này luôn. Hàng của Đức, chữ Đức đây các anh này. Đấy, chứng chỉ UL này. Nói chung con tủ này miễn bàn luôn các anh. Con này thì vừa gia đình này. Con này thật em chỉ có 2 chiếc thôi. Anh nào mà đang lắp gia đình thì các anh mà không lấy con này là các anh tiếc này. Nó kín nước các anh nhé, chống nước luôn. Nó kích thước này
chiều cao là 45 cm, chiều cao là 45, chiều ngang này là 30 này, chiều dày là 20, 450k đấy. Anh nào chuyển khoản em bao ship luôn. Con này tủ của Đức các anh nhá. Mặt hông này thì người ta có khoan lỗ để người ta bắt mấy cái cúp linh này về, các anh không dùng thì các anh bịt lại hoặc các anh bỏ đi. Đó, nhưng con tủ này hơi bị ngon luôn. Bản lề nhôm nhá. Rồi đấy. 450k. Anh nào đang có nhà máy hay có cái đồng, nhất là cái này nó vừa cái đồng hồ 3 pha các anh ạ. Cái đồng hồ điện 3 pha của các anh ấy nó vừa cái tủ này luôn. Đó. Em chỉ có hai chiếc thôi, anh lên mã xem nhá. Đây chữ Đức đây cái này. Nói chung con tủ này ngon lắm. Đây. Quay rõ cho các anh xem này. Hào hoa. Nó có chứng chỉ UL luôn này này. Đó. This box. Rồi, các anh lên mã cho em nhé. Tiếp theo em lên cho các anh cái tủ này này. Cũng tủ điện các anh nhé. Đấy, 800k. Ở đây nó có một cái mặt lưới thông gió giống như bên hông này này. Mà các bạn làm rớt rồi. Nói chung anh nào lấy em sẽ cho các anh đầy đủ cái mặt thông gió giống y chang nhựa như này. Này, đẹp lắm. Đấy. Thì cái này nó quay, nó đang quay ngược các anh nhé. Một mình em không quay lên được. Đó. Nó kín. Tủ này tủ chống nước luôn. Đó. Tủ của Đức luôn các anh nhé. Tủ Ritto, tủ của Đức luôn. Đó. Y chang như các cái tủ trước. Cùng một lô hết. 800k các anh nhé. Con này kích thước 70 x 50, chiều dày là 25 cm. Đấy, cái này là mặt dưới của nó này. Nó đang bị quay ngược. Đó. Nói chung là nó giống y chang như các cái tủ em mới lên cho các anh đó. Kích thước nó khác. Con này 70 x 50, dày 25. Đấy, con này thì nó dày hơn cả các cái tủ kia nữa. Rồi, anh nào lấy con này thì nhắn cho em nhé. 800k. Các anh cứ bảo cho các bạn là con tủ có mặt nạ nhựa. Đó. Nó bị rớt ra. Đây, cái em có sẵn. Em cho các anh nó giống y chang như cái kia kìa. Đây, cái mặt nạ nhựa giống vậy này. Rồi, nhé. Tiếp theo em lên cho các anh mấy cái đồ này. Bộ rũa này 80.000 các anh nhé. Đó, Fiutech. Con này cũng hàng xuất châu Âu á. Nó là hàng châu Âu luôn các anh, nhưng sản xuất nhà máy ở Trung Quốc nhé. Đấy thì con này nó không phải là hàng hệ thì giá rất rẻ thôi các anh, 80.000. Đó, anh nào mua kèm với cái gì thì mua. Còn đây nó là bộ rũa các anh nhé. Anh nào làm cần gì mà cần rũa, nó có rũa tròn, rũa dẹt, rũa linh tinh hết. Đó. Anh nào mà lấy từ 2 3 bộ trở lên em bán giá 75.000 bớt 5.000 các anh nhé. Đấy. Cái này dùng cũng ok, nó không phải là hàng, hàng đắt tiền nhưng mà nó là hàng dùng được. Đó. Tiếp theo là cái kềm này. Cái kềm này, cái kềm cái đầu này nó như kiểu là kìm cắt ấy canh. Nó như kiểu kìm cắt cái gì, canh cần cắt cái gì đấy thì nó cắt đứt. Đó. Cùng hãng Fiutech luôn canh anh. Cây này cũng 80.000 luôn, em bán đồng giá hết luôn. Đồng giá 80k. Ví dụ đi. Cắt nhá canh nhá. Cái đầu này nó cắt này. Ví dụ em đưa vào cái tờ giấy này đi. Tờ giấy nào nhỉ? Tờ giấy này đi. Em cắt thử cho các anh xem nhé. Đây. Ở đây. Đó. Không, các anh bấm thì nó đứt. Đó, các anh thấy không? Nó là kìm cắt nhé. Nó cắt rất ngọt nhé các anh nhé. Rồi. Rồi. Các anh lên mã chưa? Em có hai mã. À, tiếp theo em lên cho các anh là những cái CB đôi các anh nhé. CB đôi là như nào? CB này có đơn này, nó gọi là tép các anh này. Hai cái tép thì thành một cái đôi. Đấy, C là current là dòng các anh nhé. C25 là 25 A. Đấy, C16 là 16 A. Đấy. Thì em lên cho các anh cái mã CB đôi này. Là cái này này. Đấy là bằng hai cái tép. Đó. Thì sườn cái CB đôi này nó sẽ đi một lửa và một nguội. Đó, một lửa, một nguội. Đó. 20A hoặc 25A các anh nhé. C20 là 20A. À, các anh nhìn này. C20 là 20A. C25 là 25A. Đấy. Toàn bộ là hàng Mitsu. Đấy, hàng tháo tủ của Viễn Thông nhé. Đó, hơi bị ngon. 70k trên một cái. Đấy, em có không nhiều đâu các anh. Cái CB đôi này có không nhiều đâu. Đó. Anh nào lấy thì các anh liên hệ em nhé. Cái 25A này các anh lắp nước nóng thoải mái này. Đúng bài luôn đó.
25A là lắp nước nóng, bình tắm nước nóng. Rồi, các anh lên mã xem nhé. Đây, đồng giá là 70k một cái. Em có khoảng vài chục cái thôi. Rồi, các anh lên mã xem nhé. CB đôi, 2 pha. 2 pha là 1 pha lửa và 1 pha nguội. Đó, 20 đến 25A. 70k một cái. Đấy. Còn CB 3 pha thì nó sẽ có 3 pha các anh nhé. 3 pha thì nó sẽ gồm 3 cái CB tép như vậy, nó gọi là 3 pha các anh. Đấy. 4 pha là đây nó có 1 4 này. Là 3 dây lửa, L1, L2, L3 và nguội. Đấy. Gọi là 3 pha 4 cực là 3 pha lửa và 1 chân nguội đấy. Rồi. Cái này thì em bán cho các anh cái này là CB đôi. Rồi. 70k một cái. Hàng của Mitsubishi. Thì em lên cho các anh là cái bánh xe các anh nhé. Cặp bánh xe cao su. Thì cái này các anh chế vào việc gì? Các anh chế cao su mềm này. Cái này đi thì không có tiếng động. Cái này tải cũng nhẹ nhẹ thôi. Hoặc là các anh dùng vào việc gì đấy nhé. Nói chung là em cũng không biết nữa. Đây. Em đo cho các anh cái đường kính của nó này. Cốt của nó là đi cốt 20, cốt 19,5 này. Cốt của nó là 19,5 mm nhé. Gần 2 cm. Đó. Còn cái đường kính ngoài của nó này. Đường kính ngoài của nó là 100 các anh nhé. Đường kính ngoài của nó là 100. Xít soát 100 luôn. 99,5 đấy, 100 đó. Cái này em bán là 80.000 một cặp các anh nhé. Là có 40.000 một chiếc à. Đó, thì anh nào lấy vào việc gì thì các anh lấy. Cái này nó ở trên cái máy nó làm cái gì ấy, em chả biết. Em có mấy cặp thôi. Mấy cái đồ này nó có ít lấy bán để các anh nhiều sự lựa chọn thôi. Rồi, 80.000 một cặp như này. Cao su các anh, cao su mềm. Rồi. Rồi, các anh lên mã xem. Rồi, tiếp theo em lên cho các anh là những cái lưỡi cắt sắt các anh. Hàng của anh đó. Hàng của anh đây. Made in Step Island đó. Hàng của anh đây nhé. Con này mới chưa sử dụng. Con này là dòng cắt tốc cao để gắn vào các cái máy cắt sắt đấy. Anh nào mà biết cái này thì các anh lấy nhé. Hàng của Eclipse đó. Rồi, size này là size 500. Dài này hình như là 500 này. 38. Dày 20 mm. Đó. Cái loại này thì 400 x 32 x 1.6. Cái này dày 1.6 này. Còn cái 400 này là chiều dài. Còn 32 này em không biết là cái gì. Em không có thời gian tìm hiểu. Rồi. Các anh nào mà biết thì các anh lấy nhé. Vào việc thì các anh lấy. Con này nó để gắn vào những cái máy như này các anh. Con này nó để gắn vào những cái máy cắt sắt như này này. Máy cắt sắt cục cơ khí như này này. Đó. Rồi. Các anh lên mã cho em nhé. Em có hai mẫu như này. Một mẫu là 500 x 38. Một cái là 400 x 32. Rồi. Hàng của anh lưỡi Eclipse đắt lắm đấy các anh. Các anh cứ sợt thử đi. Một cái lưỡi này có khi phải 500-600 ngàn một cái lưỡi này. Đó, nó cắt sắt. Nó cắt sắt sắt cục các anh. Sắt đặc ấy. Rồi. Tiếp theo em lên cho các anh là cái bộ motor kèm hộp số các anh nhé. Đó, bộ motor kèm hộp số. Đấy, chạy điện 220 luôn. Con này bản thân nó chạy 3 pha. Nhưng em cho các anh một con biến tần. Các anh chạy ra điện 1 pha 220 của mình. Các anh cứ cắm điện là chạy thôi. Đấy, con này này. Hitachi. Đấy, con này của Hitachi các anh nhé. Đấy, công suất là bao nhiêu đây? Em chưa để ý bao nhiêu nữa. 200W các anh ạ, 200W. Đó, 200W. Thì con này này. Nó chạy qua cái motor này, nó truyền qua cái hộp số này. Cái hộp số này là tỷ lệ 1/40 các anh nhé. LB 1/40. Đó. Chuyển ra trục này. Cái này trục này là em có sẵn cái đầu bánh răng côn này để nó gắn vào đây các anh xuống trục dưới nhé. Ở đây có một cái tăng đơ này. Đây này. Tăng đơ này. Bully này. Đấy, ngon lắm, con này của Nhật. Nguyên bộ như này, đấy. Nguyên bộ như này là 2,4 triệu các anh nhé.
đã kèm biến tần đi sẵn theo máy rồi, 2,4 triệu một bộ. Thép của Nhật thì dày dặn lắm các anh, kinh khủng lắm. Đó. À, cái này nó chỉnh min max gì thế này, slow high này, chỉnh nhanh chỉnh chậm gì đấy. Rồi đó. Nguyên một bộ của nó như này các anh nhé. Đấy, motor Hitachi này, miễn bàn này, hộp số nó chạy bền lắm. Cái này thì nó có một cái trục đứng để nó chuyển động ra để nó quay cái trục đứng. Bây giờ em sẽ đưa cái video em tháo trực tiếp nó ở trên máy để các anh xem nhé. Vâng, tiếp theo em giới thiệu cho mọi người là một bộ cụm van kèm đồng hồ. Con này hàng tháo máy của Mỹ các anh nhé. Con này trên máy siêu lơ giải nhiệt của Mỹ, giải nhiệt nước của Mỹ. Đấy, thì con này nói chung là nó còn mới lắm. Em lấy được 20 bộ như này. Đấy, em quay cho mọi người sơ sơ để mọi người xem nhé. Đầu tiên ấy là hai con đồng hồ của Weha. Đấy. Con đồng hồ Weka này thì nó là hàng của Đức các anh nhé. Đấy, Weka này, nó là hàng của Đức. Nó đo được từ 0 đến 40 kg, kg trên cm vuông là ký đấy các anh. Thì nó tương đương với 43. Đấy, 43 các anh nhé. Đấy, 43. Cái này là cái vận hành của cái máy thôi. Còn cái đồng hồ này nó đo được 40 kg. Đấy, đồng Weka là hàng của Đức cơ nhé. Con này sản xuất ở Đức luôn. Đồng hồ inox kèm sẵn tay. Đó, kèm sẵn tay bắt này. Nếu anh nào mà lấy lẻ cái đồng hồ này thì em sẽ tháo rắc còi ra tặng các anh cả cái cùi, cả cái co 90 độ này luôn. Đồng thau luôn, về các anh tự bắt. Đấy, ren này là ren 13. Ren 13 các anh nhé. Đó. Đấy các anh nhé, này, nếu anh nào mà lấy lẻ này, con đồng hồ này các anh nhé, nếu anh nào mà lấy lẻ đi, rồi, anh nào mà lấy lẻ này, rồi, nếu anh nào mà lấy lẻ cái đồng hồ áp Weka này chứ, hàng của Đức, đo được 40 kg, 43, đấy, lấy lẻ, em tặng các anh cái co 90 độ để các anh bắt luôn, thì con này đây, con đồng hồ này nhá. Con này nó phi là 68, đường kính là 68. Là 6,8 cm đấy các anh, là 68 mm. Thì các anh cứ khoét lỗ khoét sao cho nó nhỏ hơn cái này khoảng 2-3 phân là được. Đấy, tùy các anh. Đấy. Còn giá là 180 ngàn một cái. Con này các anh mua mới khoảng 450 ngàn. Đấy. Con này không phải là dòng vỏ nhựa ở Việt Nam đâu nhé. Đây là vỏ inox và con này các anh đổ dầu được luôn. Các anh mà cần bơm dầu ấy thì các anh tháo cái nắp cao su này ra, các anh đổ dầu vào đây. Nếu các anh nào mà đo cái máy nào mà nó hoạt động nó hay bị rung kim ấy, thì các anh đổ dầu vào đây nhá các anh nhá. Còn không, các anh đo khí không, cái máy hoạt động ổn định ấy, thì các anh không cần đổ cái gì cả. Rồi, các anh lên mã cho em đồng hồ áp Weka. Thì nếu lấy lẻ là 180, em sẽ tặng các anh cái co vuông 90 độ này luôn à. Đấy, em chỉ tháo cái con tán ở dưới này ra thôi. Rồi, các anh lên mã xem nhé. Rồi, tiếp theo em lên cho các anh là một cái van một chiều các anh. Ở đây có một cái van một chiều, các anh có thấy nó vẽ mũi tên không? Con này sản xuất ở California các anh ạ. California các anh nhé. Đấy, con này là van một chiều của Mỹ. Đấy. Van một chiều của Mỹ. Anh nào mà lấy thì em sẽ tháo ở đây ra này. Tháo cái đầu này ra 13 này. Tháo cái con tán này ra này, em bán cho các anh cái van một chiều này luôn. Nếu anh nào mà lấy van một chiều khí nhá các anh nhá. Van một chiều khí nén của Mỹ này. Đấy, nếu anh nào mà lấy thì em để cho các anh van một chiều này có 100 ngàn thôi. Cái van một chiều khí nén của Mỹ này áp cao như này các anh mua hơi bị đắt đấy. Đấy, nếu về các anh về độ chế cái gì đấy, 100k. Đó, ok chưa các anh? Đây có một con van từ hàng của Nhật. Con van từ khí nén áp cao các anh.
Đó. Chạy điện AC này 200V. Nhưng các anh chạy 220V thoải mái nhá. Đấy, các anh yên tâm một điều như vậy. Để sẵn hai đầu này. Con van từ gọi là non đi soi đấy các anh. Thì con này cũng bán cho các anh 100k luôn. Đấy, thì con này như này. Nếu các anh mà lấy con van từ này thì em chỉ tháo được cái rắc co ở đây thôi. Còn cái đầu này thì em phải cắt ở đây rồi. Đấy, rồi về các anh tự hàn lại ống đồng. Đấy, hoặc là các anh hàn các cái này rồi các anh hàn một cái đầu rắc co này ra đây. Đấy, 100k các anh nhé. Hàng của Nhật này, made in Japan này. Đó, rồi. Các anh nào mà lấy nguyên bộ như này, nguyên bộ như này thì là 550k. Thì ngoài các thiết bị này ra các anh lời được một mớ đồng rồi. Các anh lời toàn bộ là đồng này. Ống đồng này này, cái đồng này này, cái này. Cái đồng ống đồng này này. Giá của nó bây giờ là 200 ngàn một ký. Đấy. Nó đắt hơn là cái đồng thau này các anh nhé. Cái đồng thau này bây giờ có 120 ngàn một ký à. Nhưng mà cái đồng ống đồng này nó 200 ngàn một ký cơ. Bây giờ nó sụt rồi. Chứ hôm trước là 210 mấy, gần 220 ngàn một ký. Đấy, còn cái đồng thau vàng 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 này thì chỉ có 120 một ký thôi. Đấy, cái này đã 100 này. Cái này 360 này, 460 này, 560 này. Và đây nguyên cả combo này có 550 ngàn. Các anh lời nguyên được ống đồng này, cái đồng này các anh bán đã bao nhiêu rồi. Rồi các anh lời hai cặp van này các anh này. Van này nó có cái ti nhấn các anh nhé. Các anh siết chặt vào nó mới nhấn. Đó. Rồi lời hai cái bộ van rắc co này rồi. Rồi. Các anh lên mã cho em nhé. Em có 20 bộ. Có thể về thêm, trước mắt là 20 bộ rồi 550k. Đủ Erola các anh nhé. Erola. Đấy, hàng này hàng của Đức. Con này sản xuất tại Đức luôn các anh. Thì về ngoại quan của nó còn khá đẹp các anh. Đấy, các anh thấy em quay trực tiếp như này là các anh thấy này. Gần như là hoàn hảo luôn đấy. Lâu lâu có mấy chỗ nó móp nhẹ nhẹ như này về các anh bẻ lại thì cái đấy là không 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 có tránh khỏi các anh nhé. Hàng bãi về như vậy là đẹp lắm rồi. Anh thấy không? Chỉ chầy nhẹ và các anh bẻ lại thôi, tủ đồ nghề. Cái tủ này của Đức các anh này. Bởi vì thép của Đức là nó đã cứng sẵn rồi. Thành ra mấy cái này người ta làm cái tôn này khoảng chừng 3 ly. Đấy, nhưng mà nó cứng lắm, thép Đức. Tủ chắc chắn lắm. Chứ không phải như như tủ vớ vẩn các anh mua tủ Đài Loan hay tủ ấy đâu. Tất cả các khay còn rất đẹp các anh nhé. Đây có ở ở đây nó có một cái nẫy này. Các anh phải bóp cái này vào các anh mới kéo ra được. Các anh tủ thấy tủ Đức chưa? Cực kỳ chắc chắn. Chứ không phải là lỏng la lỏng lẻo đâu. Không phải tự nhiên mà nó có cái made in Germany ở đây đâu các anh. Tủ này các anh mua mới phải chừng 2 năm đến 30 triệu một chiếc này. Chuẩn bị em có một lô tủ Snap-on nữa. Đó, các anh thấy khay ngon lành chưa? Này, đẩy này. Đó. Tủ Đức dùng sướng lắm. Đó, rồi. 5 ngăn trên là khay nhỏ các anh nhé. 5 ngăn trên là khay nhỏ. Này. 5 ngăn trên là khay nhỏ, 2 ngăn dưới là khay to. Đấy. Cái này em chỉ lau sơ sơ thôi, về thì các anh lau lại. Nó có một số vết trầy này thì không tránh khỏi đâu các anh. Hàng bãi cái tủ này là đẹp lắm rồi. Đó. Thì các anh phải phân biệt nhé. Tủ này tủ đồ nghề, chuyên để các dụng cụ sửa chữa trong các gara như là cờ lê, mỏ lết này, ba ke này. Đấy, vít rồi máy mài, máy bắn vít các anh cho học máy mài tay, các anh cho hai cái ngăn dưới nó to. Hai ngăn dưới này nó cao khoảng tầm 18 cm nhé. Mấy ngăn này thì cứ 10 cm, 10 cm, 10 cm, 10 cm. Đấy, đủ hết. Ở dưới này nó có một cái nẫy các anh nhé. Nẫy này. Tủ Đức sướng lắm này, anh thấy không? Đấy. Nó không như mấy cái tủ vớ vẩn các anh mua ở ngoài đâu. Rồi. Kích thước đây. Quay kích thước cho các anh. 71 55 x 98. Chiều cao là 98 cm. Chiều cao cả cái bánh này lên tới đây là 98, coi như suýt soát 1 mét. Tủ to các anh nhé, tủ này tủ to. Đấy, chiều sâu này là 55 cm này. Chiều từ đây này tới đây là 55 cm này. Chiều này là 71 cm. Chiều ngang là 71 cm. Đây có một tay cắm để kéo này.
Đằng đây có hai cái bánh định hướng này, nói chung là kéo thoải mái. Bên hông này nó có một cái mặt dựng bên hông này này nữa các anh nhé. Đây, chung là nó có thể dựng lên như này để các anh thao tác gì để bỏ đồ nghề đây. Đấy, nó sẽ có một số cái cong vênh này thì nói chung là nó nhẹ thôi, về các anh gắn lại. Quan trọng nhất là mấy cái tủ này này, cái chỗ ray riếc này là nó không việc gì các anh này. Đấy, nó phải đẹp, nó phải mượt mà như này nhé. Đấy, các anh thấy không? Đó, rồi, các anh lên mã chưa? 5.500.000 một chiếc các anh nhé, chưa bao gồm phí ship. Tủ Erola, tủ của Đức, con này là size lớn rồi. Các anh cứ tham khảo thêm trên thị trường đi. Con tủ Erola này thì... Và em phải nói rõ này. Thứ nhất là nó chuyển về nó sẽ bị chày sơn nhẹ nhẹ này, không cháy khỏi. Thứ hai là lâu lâu nó có chữ cái vết móp như vậy thì các anh bẻ ra nhé. Quan trọng là các cái khai khiết này nó còn đẹp đấy. Không móp méo gì hết. Đó. Rồi các anh lên mã chưa? Hàng Erola của Đức. Có những con nó bị chóc cái tem này rồi thì các anh phải chấp nhận đây. Như một lô em về này, hầu hết là con nào nó cũng có các anh nhé. Hầu hết là con nào nó cũng có, nhưng có những con thì nó bị bong ra. Đấy, ví dụ như con này này, nó bị mất rồi. Đấy, còn hầu hết là nó có hết. Đấy, hầu hết là có hết. Rồi các anh lên mã cho em nhé. Rồi, tiếp theo em lên cho các anh các cái CB chống giật 16A các anh nhé. Hàng của Mitsubishi. Đó. Các anh mua lẻ một con thì 200. Các anh mua từ hai con trở lên thì chỉ có 180 một con thôi các anh nhé. Đó. Chống giật của Mitsubishi. Hàng tháo tủ này, lô này mới lắm các anh. Đây em cắt dây còn nguyên này, này. Đó. Hàng chính hãng các anh nhé. Mitsu chính hãng. Đó. Electric này. Ampere này. Đó. Mitsubishi. Đó. Dòng dò là 0,03 ampere là 30 mA các anh nhé. Dùng điện một pha 230V. Đó. Có chữ N này là chân nguội các anh phải đấu ở đây. Chân lửa đấu ở đây. Đó. Con này các anh mua mới 400-500 ngàn một con đấy các anh. Rồi Mitsubishi C16 các anh nhé. Đó, chống giật 16A. Mitsubishi. Đó. Con này anh nào nhà anh nào mà có nước nóng gián tiếp ấy thì các anh lắp cái bình gián tiếp to to, các anh lắp một con này an toàn lắm nhé. Rồi, các anh lên mã chưa? Rồi, hôm nay em về thêm được mấy con máy hút thổi này, bơm các anh nhé, bơm. Đấy, thì con này này, các anh để sục khí này, này, để sục khí này, để hút, để thổi, đấy, hoặc là để hút chân không. Hàng của Nhật các anh nhé. Con này giá đang cực kỳ tốt cả, 700k. Các anh chuyển khoản em bao ship. Đấy, cái lô này trước em có bán một lô rồi thì giá nó là 950.000 cơ. Lần này em về giá nó tốt hơn các anh. Lần này về được khoảng 20 con thôi. Đó, con này của Nikon các anh nhé. Nikon. Các anh cứ sợt thử thương hiệu này, Medo này. Con này giá mới của nó đang khoảng 500 đô các anh. Giá mua mới của nó 500 đô ở bên Nhật. Đó. Thì con này là nó piston các anh nhé, nó chạy piston thành ra là nó mạnh đấy, mạnh mà ngon cực kỳ luôn, đi kèm dây này, công tắc đuôi chuột on off này, đó. Riêng con này các anh nhé, các anh mà chăm thay cái lọc khí của cái lọc gió của nó ở đây này, một đường in một đường out này. Đấy, nếu các anh mà hút chân không ấy thì các anh hút đường này in vào, nó hút đây vào. Thổi ra đường này, nếu các anh sục khí bể cá thì các anh sục ở đây. Đấy, và con này em bao các anh chạy thoải mái, các anh chạy rền rĩ luôn. Con này nó bền lắm. Miễn là nếu các anh sục khí thì các anh cái đầu này các anh phải lắp cho nó một cái lọc vào đây, cái lọc gió để nó ngăn, nó không cho đất cát vào trong này. Nếu đất cát vào trong này nhiều nó sẽ xước hết cái piston các anh nhé, thì coi như vứt cái máy đi. Còn nếu các anh mà chăm thay cái lọc gió ở đây này, em bao các anh dùng 5 năm tới 10 năm không hư con máy này. Con máy này cực kỳ ngon luôn. Nikon các anh nhé. Đó. Rồi các anh cứ xem đi. Con này giá cực kỳ tốt, có 20 con thôi. Các anh nhanh tay lấy 700.000 chuyển khoản đến bao ship nhé. Rồi.